chương 51. Mặc quần áo, tăng thêm một đoạn, đổi mới nặng nhìn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 51. Mặc quần áo, tăng thêm một đoạn, đổi mới nặng nhìn, nhớ kỹ chúng ta địa chỉ Internet Úc. Baidu lục soát đọc, số 0, số 0. Hoặc là trực tiếp thu vực tên, D, U, 0, 0. C, C. Thẩm vọng trầm mặt một hồi, há mồm tiếp thịt cá cố sanh sanh thừa cơ để đổ xuống, nói. Ta ăn no rồi. Ngươi tự mình ăn đi. Cố sanh sanh đứng dậy đi suốt miệng, trước bàn ăn chỉ còn lại thẩm vọng một người. Cá nướng còn mang nhiệt độ, ăn tại trong miệng lại tẻ nhạt vô vị đứng lên. Cố sanh sanh tại toilet ngâm nga bài hát, đối kính tử chải tóc. Thẩm vọng nhíu mày, ngón tay đem gốm sứ nhỏ đổ gối đẩy lên trên mặt đất, len ken lan một tiếng vang giòn cố xanh xanh từ toilet nhô đầu ra làm sao rồi chỉ thấy thẩm vọng hạp mắt nhíu mày nói con mắt có đau một chút cố xanh xanh dọa đến ném đi lượt vội vàng chạy tới quỳ gối thẩm vọng trước mặt nắm chặt lấy mặt của hắn nhìn kỹ để ta xem một chút hôm qua thiên bác sĩ nói ngươi không thể để cho con mắt quá mệt mỏi bây giờ nhìn nhìn thấy sao thẩm vọng trong thần sắc hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ từ từ nhắm hai mắt không nói lời nào đến cùng làm sao đau nhanh để ta xem một chút cố sanh sanh ngón tay dán lên thẩm vọng con mắt tinh tế vuốt ve quá khứ con mắt là phá lệ yếu ớt quan trọng bộ vị cố sanh sanh không dám tùy tiện phóng thích linh lực tìm kiếm cảm nhận được thẩm vọng con mắt ở ngay trước mắt nhẹ nhàng chuyển động lo lắng muốn chết vậy phải làm sao bây giờ a à? cố sanh sanh ngón tay tinh tế non mềm cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve hắn loại cảm giác này làm hắn giống như về tới tuổi nhỏ lúc, từ từ mẫu thân sau khi rời đi, hắn liền lại không bị người dạng này trân trọng ôn nhu đối đãi qua. Thẩm vọng không khỏi sinh ra mấy phần lưu luyến, tại cố xanh xanh ngón tay lúc rời đi, không khỏi bắt lấy tay của nàng. Thẩm vọng bộ dạng này để cho người ta lo lắng hơn, cố xanh xanh đem tay chỉ gỡ ra mắt của hắn ra. Ta xem một chút, không có đỏ lên nha. Thẩm vọng. Thẩm vọng nắm chặt cố xanh xanh tay, mặt mày ngưng trọng. Không có đau như vậy, nhìn được. Đau tại sao có thể nhẫn đâu? Ta mới vừa rồi bị bỏng đến, đều đau đến kêu ra tiếng. Cố xanh xanh một đập nắm đấm. Ta gọi điện thoại cho lâm lão. Thẩm vọng lập tức nắm chặt nàng sau cổ áo. Không cần. Ngươi đừng sợ kim kim. Nhờ có lâm lão châm cứu ngươi mới tốt đến nhanh như vậy, ta sẽ để lâm lão không đâm thương ngươi cố xanh xanh dậm chân tại chỗ, sau cổ áo bị kéo tới già rộng. Thẩm vọng chính là không buông tay. Hắn mặt mày sắc bén, khóe mắt có chút bốc lên một tia diêm dúa độ cong, lúc này mi tâm hơi liễm, giống như có vô hạn vẻ u sầu. Cố xanh xanh nhìn xem hắn, bất tri bất giác liền đã quên ngôn ngữ. Thẩm vọng vuốt vuốt thái dương, có chút đâm lao phải theo lao. Ta! Ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, trên ánh mắt bỗng nhiên thổi tới một trận vi phong, giống như thơm ngát xuân phong, lại như hồ điệp cánh nhẹ nhàng phất qua. Thẩm vọng ngón tay không tự giác nắm chặt, nghe được cố xanh xanh một tiếng khẽ gọi. Ngươi bóp đau nhất ta. Thẩm vọng thuận thế kéo một cái, đem cố xanh xanh kéo vào trong ngực, kẻ nghiện dáng tại nàng phát lên hít một hơi thật sâu, hô hấp nóng trực. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Thẩm vọng ôm quá gấp, cố xanh xanh có chút ngượng ngùng dãy dãy học ngươi thổi thổi đau nhức đau nhức bay đồng dạng một câu bị nàng nải thanh nải khí nói ra liền lộ ra phá lệ ngây thơ thẩm vọng tiếng nói bên trong ẩn có ý cười nặng nề lọc vào cố xanh xanh trong tai ngươi mấy tuổi cố xanh xanh nghiêng đầu né tránh rất nghiêm túc nói nữ nhân niên kỹ là bí mật thẩm vọng thân sĩ nói mạo phạm bởi vì thẩm đại lão con mắt bỗng nhiên mù tiếp theo điểm tâm lại đổi thành cố xanh xanh uy thẩm vọng ăn cố xanh xanh ngồi vào thẩm vọng bên người bưng cơm cho hắn ăn tận dụng mọi thứ uy một đũa rau xanh thẩm vọng nhíu nhíu mày cố xanh xanh liền nói ngươi không thể ăn hết cá muốn ăn điểm rau quả thẩm vọng khổ đại cừ thâm nuốt xuống rau quả biểu lộ theo lúc trước chỉ mèo đen bị buộc ăn mèo cỏ biểu lộ giống nhau như đúc cố xanh xanh cười trộn, để tình thẩm vọng là bệnh nhân phần bên trên lại cho hắn loại bỏ một con cá nướng thịt, thẩm vọng mi tâm lập tức giãn ra. Nếu như hắn có cái đuôi, lúc này khẳng định vui vẻ không? Thẩm vọng tướng ăn ưu nhã, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là cũng có chút không chịu nổi cố sanh sanh cho ăn cơm tốc độ. Khụ khụ. Thẩm vọng nắm tay chống đỡ lấy môi thấp khục, cố xanh sanh bận biệu cầm khăn ăn cho hắn, một bên cho hắn vỗ độc. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không có sao chứ thẩm vọng lau lau miệng, nói. Không có việc gì, vội vã như vậy làm gì? Cố sanh sanh chột dạ nói. Ta nay sớm 9 giờ khởi công, một hồi phải đi trang điểm đâu? Thẩm vọng động tác một trận, lập tức như không có việc gì đem khăn ăn buông xuống. Ân, ừ. Ta ăn no rồi. Thẩm vọng những ngày này nhất định có hảo hảo rèn luyện, khi hắn cởi màu xanh đậm áo choàng tắm lúc, trăng đầy trôi chảy cơ bắp đường cong liền hiện ra ở cố xanh xanh trước mắt. Cùng thất nhỏ hẹp, không có chỗ có thế né tránh, thẩm vọng trên thân đặc thù lãnh đạm hương khí cùng mạnh mẽ nhiệt độ liền đập vào mặt, làm cho cố xanh xanh bỗng nhiên có chút nóng mặt. Nàng vội vàng xoay người, kéo ra tủ quần áo. Thẩm vọng nguyên bộ quần áo thẳng treo ở trong tủ treo quần áo, là đen tuyền ba kiện bộ trang phục chính thức, màu xanh đậm nơ cùng lam bảo thạch tay áo chụp bày ở một bên cố xanh San vặn lấy cổ, đem quần áo về sau đưa cho thẩm vọng. Nghe hắn tất tiếng sột soạt cốt mặt quần áo, cánh tay thỉnh thoảng sẽ đụng phải nàng, lại là một trận quẩn. Thẩm vọng một mình mặc áo sơ mi quần tây, những ngày này thân thể của hắn nguyên khí khôi phục, một người làm những sự tình này không tính miễn cưỡng. Nhưng khi hắn trông thấy cố xanh xanh đưa lưng về phía hắn lúc, liền sinh ra một tia không hài lòng tới. Thẩm vọng bắt được nàng một sợi ô tóc đen dài tiểu quái vật làm gì a à? cố sanh sanh đưa lưng về phía hắn vòng eo tinh tế hướng xuống phát họa ra mượt mà đường cong thẩm vọng ngăn cản mình tiếp tục xem tiếp nhẹ nhàng kéo một cái nàng sợi tóc giúp ta hệ nút thắt cố sanh sanh duy nhất vẫy ngược chính là tóc tùy thời có thế từ mềm mại yếu đuối mèo con biến thành xù lông mèo con nàng bỗng nhiên quay đầu ngươi lại kéo đầu tóc ta thẩm vọng buông xuống mi mắt anh Tuấn quý khí cho hơi có vẻ tái nhợt, bệnh thực dược giống như. Nút thắt hệ không lên, ta thấy không rõ. a à, ngươi. Cố sanh sanh trong nháy mắt liền mềm xuống dưới, lại đau lòng lại ấy nấy lại gần, không sao, ta giúp ngươi hệ. Thẩm vọng lồng ngực rộng lớn, xương quai xanh thâm thúy, áo sơ mi trắng nút thắt thắt sai mấy khỏa, mơ hồ lộ ra phiền muộn rõ ràng căng đầy eo. Cố sanh sanh ôm lấy hắn vạt áo, cẩn thận giải khai thắt sai nút thắt. Thẩm vọng nghiêng thân, tự hồ phải phối hợp hắn, có thế hai người cách quá gần rồi, hô hấp cuốn dao. Thẩm vọng dày đặt giao thoa dài tiệp dưới, ô trồng mắt quan hoa nội uẩn, khiến cho cố xanh xanh không phân rõ hắn lúc này đến cùng có thế không thể thấy chính mình. Cố xanh xanh ngừng thở, không đi nghe trên người hắn hóc mon hương. Có thế chỉ nhọn không cẩn thận chạm đến hắn lồng ngực, cực nóng viêm dương chi khí liền kêu gào hướng nàng vọt tới nhìn lại thẩm vọng lãnh túc bưng quý mặt, có loại kỳ dị mà mâu thuẫn muốn cảm giác. Có như vậy một nháy mắt, thẩm vọng môi như có như không đụng phải nàng khóe môi. Trong lòng ngực trái tim phanh phanh, phanh phanh nhảy lên, nổ cố xanh xanh hô hấp dồn dập, gương mặt nóng hổi, trong cõi u minh nàng cảm thấy mình cùng thẩm vọng ở giữa sinh ra một loại bí mật liên hệ, chỉ thuộc về bọn hắn hai người. Loại cảm giác này kỳ diệu mà kích thích, giống như trước nàng một thân một mình đi nhìn lén bị bắt lấy được ma long. Con kia ma long bỗng nhiên mở mắt, kim hoàng sắc dựng thẳng đồng tiếp cận nàng lúc, trong nháy mắt đó từ lưng bay thẳng thiên linh cảm giác run rẩy. Cố xanh xanh ngón tay rung lên, đừng lấy lam bảo thạch tay áo chụp hộp rơi trên mặt đất, thanh thúy một tiếng, kinh tảng trong phòng mập mờ khí tức. Rơi. Mất. Tay của ta làm sao bỗng nhiên cầm không vững, thật đúng thế. Cố xanh xanh ngồi xổm xuống, nàng không biết mình tại lung tung nói cái gì, một bên hồ loạn mạc tác trên mặt đất lam bảo thạch, trên gương mặt nhiệt độ nửa ngày cũng không xuống đi. Thẩm vọng xuôi ở bên người ngón tay hung hăng nắm một chút, ân một tiếng. Các loại cố xanh xanh vụng về thay hắn chụp tay áo chụp lúc, nói. Thời điểm không còn sớm, ta để bảo tiêu đưa ngươi đi đoàn làm phim. Biết rõ qua mấy ngày hai người liền có thể gặp mặt, cố xanh xanh vẫn là sinh ra một cổ lưu luyến không rời đến, nàng trông mong nhìn xem thẩm vọng nói. Ngươi hôm nay liền phải trở về sao? Thẩm vọng âm cuối mang theo vẻ mơ hồ dương lên. Không nghĩ ta đi. Cố xanh sanh lông mi che lại linh động mắt hạnh, ban thẩm vọng sửa sang lấy thẳng cổ áo, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không có. Cố xanh sanh tâm tư đều viết lên mặt, đáng yêu đến làm cho người muốn đem nàng hung hăng bóp tiếng trong ngực. Thẩm vọng tâm tình thật tốt, vuốt phút nàng đen nhánh sợi tóc, khó được giải thích một câu hôm nay là thẩm thị cổ đông đại hội ta muốn có mặt ai cố sanh sanh kinh ngạc ngẩng đầu đến ngươi ngươi muốn đi tham gia cổ đông đại hội thẩm vọng nói ta là thẩm thị chấp hành tổng giám đốc đi tham gia hội nghị rất kỳ quái cố sanh sanh hỗn loạn thế nhưng là nhưng bây giờ thẩm thị người cầm quyền không phải thẩm đình xâm sao thẩm đình xâm hắn Nguyên trong sách, Thẩm Đình Sâm tại cổ đông trên đại hội lấy một phiếu thắng hiểm, thành công thay thế tàn tật thẩm vọng trở thành thẩm thị chấp hành tổng giám đốc. Thẩm Đình Sâm thượng vị sau chuyện thứ nhất, chính là đem thẩm thị dưới cờ tất cả cấp cao tuyến người phát ngôn đều đổi lại Cố Vân Yên, chân chính chịu yêu thiên kim nhẹ cười một tiếng. Mà Cố Vân Yên tại trở thành thẩm thị tập đoàn người phát ngôn về sau, liên tiếp bạo hai bộ tác phẩm, lại cầm xuống năm đó thị hậu. Thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu vì thế liên tiếp trèo cao. Thẩm thị ban giám đốc bên trong, lúc trước còn có người nghi ngờ thẩm đình sâm vì cố vân yên đầu tư quá nhiều. Giờ phút này tất cả đều biến thành đối với thẩm đình sâm ánh mắt khâm phục. Từ đây đối với thẩm đình sâm tâm duyệt thần phục, thẩm đình sâm ở công ty triệt để đứng vững bước chân. Trong sách dùng lớn đoạn bút mực miêu tả thẩm đình sâm đoạn này phản công đánh mặt, cố sanh sanh ấn tượng 10 phần khắc sâu lúc ấy thẩm vọng bị nguyên chủ cố sanh sanh dày vò đến thân thể suy yếu, liền giường cũng sượng mặt, càng đừng đề cập tham gia trận này cổ đông đại hội. Ngày hôm nay thẩm vọng lại tinh thần phấn chấn, muốn đi đoạt lại mất đi giang sơn. Cố sanh sanh lông mi rung động, có chút tâm thần bất định. Thẩm Đình Sâm cùng Cố Vân Yên là thế giới này thiên đạo chi tử, nàng không biết thẩm vọng đi khiêu chiến thiên đạo, sẽ có hậu quả gì không? Thẩm vọng nghe được Cố xanh xanh đọc lên Thẩm Đình Sâm ba chữ lúc khí tức quanh người lập tức liền lạnh. Lúc này gặp nàng sắc mặt tái nhợt tâm thần bất định tim càng là một đoàn bén nhọn lạnh ý. Vừa nhắc tới Thẩm Đình Sâm liền lộ ra vẻ mặt như thế. Cố xanh xanh trắng trắng môi đánh bạo hỏi hắn. Ngươi có thể hay không đừng đi a? À? Ân. Thẩm vọng trào phúng nhướng nhướng mày giọng điệu lạnh đến giống tôi băng từng chữ nói ra dựa vào cái gì? Thẩm vọng giọng điệu rất bén nhọn, tựa như về tới hai người mới quen thời điểm. Cố xanh xanh bị đông cứng đến run run một chút, có chút thất vọng gục đầu xuống. Không có gì. Ngươi muốn đến thì đến đi. Mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt cố xanh xanh, lúc này lại yếu xìu giống chỉ bị khi dễ mèo con. Thẩm vọng một hơi ngăn ở ngực, chỉ cảm thấy đã thương người ba phần, tự thương hại bảy phần. Trong lòng của hắn vượt giận, trên mặt thì càng không hiện, đường công kiên nghị cầm căng thẳng. Còn có những khác muốn nói sao? Cố sanh sanh nghĩ nửa ngày, nói. Ngươi đợi lát nữa tại lúc họp, đừng để thẩm đình xâm quá xuống đài không được, được không? Thẩm vọng cứng lại, tráng xanh lép, trước mắt biến thành màu đen. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Song tu một cái bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 52 Song tu một cái thẩm vọng nhắm lại mắt. Ngươi sợ ta đối với hắn làm cái gì? Cố xanh xanh không hề hay biết mưa gió sắp đến, nắm lấy thẩm vọng tay áo nói. Hắn khẳng định đấu không lại ngươi. Ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn, đừng để hắn thua quá lúng túng. Cố xanh xanh cảm thấy mình dễ hiểu nói chuyện nghệ thuật nha thẩm thị có thế có ngày hôm nay, toàn bằng thẩm vọng lực lượng một người. Muốn để thẩm vọng đem công ty chấp tay nhường cho không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, chỉ có thể vuốt lông sờ, để thẩm vọng dơ cao đánh khẽ. Tại cố xanh xanh trong mông nhìn chăm chú, thẩm vọng khóe môi nhấp thành một tuyến, tại mình triệt để mất khống chế trước đó đẩy xe lăn quay người, đem cố xanh xanh viết tại nguyên chỗ. Cố xanh xanh vội vàng kéo xe lăn, ngơ ngác nói. Thẩm vọng, ta lời còn chưa nói hết đâu. Thẩm vọng mu bàn tay gân xanh tuế lên, cơ hồ là cắn răng từng chữ nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Đủ chưa? Còn chưa đủ. Cố xanh xanh tiếng nói ngọt mềm, ngây thơ lại tàn nhẫn. Sớm biết như thế. Hắn tham luyến kia một chút vuốt ve an ủi vốn là giả tướng, trong lòng ngực giống như bị cùng khí khuấy động lạ lẫm đau đớn, càng có vẻ hắn mềm yếu buồn cười thẩm vọng tự dẻo câu lên khóe môi. Một giây sau, một đoàn hương mềm tiến sát trong ngực, lạnh trượt mang theo hương khí gửi thư tại hắn bên gáy. Thẩm vọng khẽ giật mình, ngực lửa giận bỗng nhiên tan thành mây khói, biến thành một loại chua ngọt sen lẫn lạ lẫm rung động, khiến cho hắn cơ hồ thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ. Làm gì? Xong. Xong tu một cái. Cố xanh xanh bị thẩm vọng rống đến khẽ run rẩy, ngẩng đầu vụng trộn nhìn hắn. Thẩm vọng này tấm khí thế hùng hổ toàn thân bốc lên hơi lạnh tư thế, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Nàng muốn cho hắn một chút linh khí, chí ít để ánh mắt hắn tạm thời khôi phục, chèo chống đến họp nghị kết thúc. Thẩm vọng hồn nhiên không có chú ý tới cố sanh sanh trả lời cái gì, hắn khớp xương rõ ràng ngón tay gắt gao nắm xe lăn tay viện, khắc chế mình không đi ôm ở trong ngực cố sanh sanh. Cái này không thể so với cự tuyệt một con người giả bị đụng mèo con lại càng dễ cố xanh xanh mềm mại yếu đuối chôn ở trong ngực hắn, lạnh trượt mềm mại tóc dài giống một thất thượng hạng tơ lụa, dán tại thẩm vọng bên gáy. Chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể nghe được nàng phát lên thanh điềm sắc phi hương, còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa. Cố xanh xanh chôn ở thẩm vọng rộng lớn ấm áp trong lồng ngực, ngưng thần hấp thu trên người hắn bành trướng càng quét viêm dương chi lực. Tại những ngày này trong lúc song tu, cố xanh xanh thủy hệ linh khí giống như xây dựng đê đập, khơi thông như hồng thủy đem thẩm vọng viêm dương chi khí thu nạp sắp xếp như ý. Bây giờ thẩm vọng trong cơ thể viêm dương chi khí mặc dù bành trướng, lại không còn mạnh mẽ đâm tới. Viêm dương thể chất được trời ưu ái, so sánh thường nhân càng thêm cường tráng, lại tá lấy lâm lão châm cứu, thẩm vọng thị lực khôi phục được so trong sách sớm 2 năm. Bây giờ chỉ còn lại thẩm vọng hai chân. Hắn trên xương đùi hơi cái khe nhỏ đã chữa trị 10 phần, có thế thẩm vọng vẫn là đứng không dậy nổi cố sanh sanh thả ra linh lực muốn lại dò xét, lại bị bắt lại thủ đoạn. Thẩm vọng lòng bàn tay nóng hổi khô ráo, giống đốt một mồi lửa. Cố sanh sanh ngẩng đầu, nhìn tiếng thẩm vọng thâm thúy như bầu trời đêm trong mắt. Đủ rồi. Thẩm vọng nhẹ nhàng nắm cố sanh sanh mềm mặt non nớt gò má, chỉ cần thẩm đình xâm thức thời, ta có thể tha hắn một lần. Cố sanh sanh mắt hạnh lập lòe tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên chính là một trận cầu vòng cái rắm, thẩm vọng ngươi thật tốt thật sự là hiểu chuyện, đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thế chống thuyền. Thẩm vọng buông lỏng tay, từ trong lỗ mũi nhẹ hừ một tiếng. Cố xanh xanh ngầm hiểu, bò dậy đẩy thẩm vọng đi ra. Bầu trời rất trong, chất gỗ hành lang sáng bóng không nhún bụi trần, treo ở dưới mái hiên phong linh không gió mà bay, và chạm ra tiếng đinh đông vang, nghe được lòng người sinh vui vẻ. Cố xanh xanh cùng thẩm vọng tại cửa tử điếm tách ra, bảo tiêu lái xe đưa nàng đưa về đoàn làm phim thời gian dẫm đến vừa vặn cố xanh xanh không có trễ chỉ là tạ tử khanh gặp nàng thở hồng hộc hai má phím hồng cho nàng một bình trà sữa nóng cố xanh xanh trân quý dấu tại áo khoác bên trong các loại lúc nghỉ ngơi lấy ra vẫn là nóng cố xanh xanh vui vẻ bưng lấy nhìn một chút còn vỗ tấm hình lúc này mới vặn ra đến uống một hớp nhỏ thuần hương nồng đậm cảm giác tơ lụa thẩm thị tập đoàn. Như vậy phòng họp lớn bên trong ngồi hơn 10 vị cổ đông, lúc này an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong không khí cuồn cuộn sóng ngầm. Những cái kia tuổi trên 50, tại trên thương trường hô phong hoáng vũ lão hồ ly nhóm, lúc này trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận không thể đem đầu rút vào bụng bia bên trong, âm thầm không ngừng kêu khổ. Nhớ tới tôn này sát thần thủ đoạn, vừa hận lên thẩm đình xâm hai mẹ con nếu không phải bọn họ loạn truyền tin tức, khiến cho bọn họ coi là thẩm vọng đã phế, bọn họ làm sao lại nâng đỡ thẩm đình sâm thượng vị. Chủ vị, lạnh lùng tuấn Mỹ nam nhân hai tay trùng điệp, tư thái thông dong, giống như không phát hiện được loại này làm người ngạc thở cảm giác áp bách. Hoặc là nói, loại này cảm giác áp bách bản thân liền là hắn mang đến. Hắn giống mèo kịch chuột, hưởng thụ lấy đi săn khoái cảm. Mà thẩm đình sâm sắc mặt càng là khó coi hắn nhìn chằm chằm thẩm vọng chỗ ngồi đầu óc đều là được nhìn xem thẩm vọng bỗng nhiên xuất hiện đánh gãy hắn tiếp tổng giám đốc nhâm vị trí hắn ngay lập tức nghĩ đến đúng là cố xanh xanh nguyên lai tưởng rằng thẩm vọng đã là phế nhân hắn cùng cố xanh xanh ở giữa nhất định là hữu danh vô thực nhưng lúc này nhìn xem thẩm vọng dáng vẻ hắn liền không khỏi nhớ tới tối hôm qua tại suối nước nóng hắn bị thẩm vọng bảo tiêu cản ở ngoài cửa lúc xanh xanh cùng thẩm vọng liền ở bên trong bọn họ thẩm đình sâm bị chính mình suy đoán đánh đỏ ngầu cả mắt liền tại bầu không khí hết sức căng thẳng thời điểm ông một tiếng tất cả mọi người bị cả kinh rung lên ai điện thoại đang vang lên thẩm đình sâm bị đám người nhìn chằm chằm vô ý thức nhìn nhìn điện thoại di động của mình không phải hắn cuối cùng tại mọi người kinh dị nhìn chăm chú thẩm vọng hững hờ cầm lấy đóng ở trên bàn điện thoại điểm khai thẩm vọng uy chắc bên trong sạch sẽ, chỉ có một người sẽ cho hắn phát tin tức. Khi là một trương trà sữa ảnh chụp. Nước hoa bình trạng bình thủy tinh, sáng long lanh thân bình bên trong màu nâu đậm nải dịch chậm rãi chảy xuôi. Tạ tử khanh cho ta trà sữa. Tạ tử khanh. Thẩm vọng trong trí nhớ vô cùng tốt, tạ tử khanh cái tên này từ trong miệng nàng xuất hiện nhiều lần. Là gần nhất rất lưu hành nổi tiếng trên mạng, võng hồng, trà sữa đâu, đoàn làm phim như thế vắng vẻ giao hàng thức ăn đều không đưa tạ tử khanh có thế mua được thật là lợi hại một chén trà sữa thôi hắn sai người từ paris không vận một phòng giữ quần áo xa xỉ phẩm cho nàng cũng không gặp nàng cao hứng đến dạng này uống rất ngon ta nếm ra phối phương về nhà làm cho ngươi hắn ghép nhất trà sữa thẩm vọng ngón cái rơi ở trên màn ảnh dừng lại mấy giây trở về một cái Điện thoại ngã úp tại mặt bàn, kim loại cùng cứng trắng tượng một va chạm, phát ra, lạch cạch, một tiếng. Thẩm vọng nhấc lên mí mắt, quét về phía đám người. Đám người rung lên, trong nháy mắt thu tầm mắt lại, lỗ mũi mắt nhãn quan tâm. Chỉ có thẩm đình xâm âm thầm cắn răng, hắn đang chủ trì hội nghị lúc tiếp nhận cố vân yên điện thoại. Những lão đầu tử kia thế nhưng là tốt một trận phê bình, liên tiếp mấy ngày học lúc đều tại âm dương quái khí. Thẩm vọng làm như vậy lúc lại không một người dám mở miệng xen vào thẩm vọng đuôi mắt nhẹ cướp tự nhiên đem thẩm đình sâm biểu lộ thu vào trong mắt thất tình phía trên thẩm vọng từ nhỏ chướng mắt cái này bị nữ nhân nuôi phế trên danh nghĩa đệ đệ nhưng hắn không thể không thừa nhận chính là hắn ở trong lòng âm thầm ghen tị qua hắn nho nhỏ thẩm đình sâm ngã sấp xuống sẽ oa oa khóc lớn liễu bình sẽ một bên oán trách một bên ôm nhu cho hắn lau nước mắt đập trên quần tro bụi ánh nắng rơi vào liễu bình trên thân, nàng tục diễm cho cũng biến thành nhu hòa, thánh khiết. Trốn ở bụi hoa sau thằng bé trai, đem một màn này nhớ rất nhiều năm. Thẩm đình sâm là được yêu. Lúc trước có liễu bình, về sau lại thêm cố xanh xanh. Nghĩ tới đây, thẩm vọng mắt sắc ảm ảm. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới sáng nay cái kia ôm, giống như là đen kịp đầm lầy bên trong mở ra một đóa hoa đến, khiến cho trái tim của hắn lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Hắn đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, giọng điệu thông dong. "Chư vị, bỏ phiếu còn muốn tiếp tục không?" Đám người đem đầu lắc trống lúc lắc giống như "Đã thẩm, thẩm tổng trở về, cái này bỏ phiếu tự nhiên hết hiệu lực." Thẩm Đình Sâm bả vai buông lỏng, ngồi tại chỗ sững sờ, ngẩn người thần. Hắn chiếm thẩm vọng vị trí hồi lâu, cái tên điên này thế mà dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Thẩm Đình Sâm tâm tình phức tạp nhìn về phía thẩm vọng nếu như hắn cùng thẩm vọng đổi chỗ mà xử hắn nhất định sẽ hảo hảo nhục nhã hắn một trận cố sanh sanh nhìn xem rơi vào trầm tư thẩm vọng lúc trước hoặc là không trở về hoặc là chỉ về nàng giọng nói cái này là có ý gì cố sanh sanh tò mò mười phần ấn ở giọng nói đưa vào nói chuyện ngươi không thích trà sữa sao giọng nói phương pháp nhập tự động chuyển hóa thành văn chữ rất thích hợp cố sanh sanh cái này gà mờ người hiện đại, chính là dễ dàng ra lỗi chính tả. Cố sanh sanh đang muốn kiểm tra một chút, thình lình một cái bóng đen ngăn tại trước mặt, dọa đến tay nàng nhấn một cái liền phát ra ngoài. Làm gì bỗng nhiên dọa người a? À? Cố sanh sanh một trước mắt người, liền xù lông lên. Cố vân yên xuyên trang phục màu đỏ, trang dung khí khái hào hùng vũ mị, cùng nàng yếu đuối biểu lộ tương đương không hài hòa. Nàng cầm một chén thức uống nóng xanh xanh tỷ, ta xin mọi người uống trà sữa, cái này chén là ngươi. Cố xanh xanh chóp mũi nhẹ ngửi, nghe được trà sữa bên trong đậu đỏ hương, nhiều nhìn thoáng qua. Cố vân yên bưng lấy trà sữa, tha thiết nói. Trà sữa là ba phần kẹo đường, tăng thêm xanh xanh tỷ ngươi thích nhất đậu đỏ, ấm người cũng sẽ không béo phì. Cố xanh xanh quay đầu ra, nhìn xuống thèm ý, ta không muốn. Cho dù là một chén trà sữa, cũng là bởi vì quả, cố sanh sanh mới không muốn nhận cố vân yên tình. Cố vân yên trông thấy trong tay nàng trà sữa bình tử, kinh ngạc nói. Nhà này trà sữa không xứng đưa, sanh sanh tỷ ngươi từ chỗ nào mua. Người chung quanh đã sớm trong bóng tối nhìn xem đôi này đối thủ một mất một còn nói chuyện, văn thanh dùng dập vĩnh tai, nhỏ giọng trao đổi tình báo. Ta vừa mới nhìn rõ tạ tử khanh trợ lý cầm mấy bình. Qua, kia tạ tử khanh cùng cố sanh San thật sự. Thiếu nói bậy, Tạ Tử Khanh làm sao lại cùng với nàng cùng một chỗ, khẳng định là chính nàng mua được lẫn lộn. Cố San San phiền chán giật giật áo choàng, ngăn trở trong tay trà sữa bình tử, đứng dậy đi ra. Chuyện không liên quan tới ngươi, đừng ở chỗ này châm ngòi. Ta không có. San San tỷ, ngươi chờ một chút. Cố Vân Yên đuổi theo, San San tỷ, ngươi đừng hiểu lầm ta. Hai người một đường đi đến vắng vẻ chỗ không người, Cố San San bỗng nhiên quay đầu nhìn chầm chầm nàng nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cố vân yên sững sờ, nhìn xem cố xanh xanh cặp kia sáng tỏ vũ mị mắt hạnh, cơ hồ có loại bị nhìn xuyên đáy lòng ảo giác. Nàng ổn định tâm thần. Xanh xanh tỉ, ngươi tối hôm qua ở nơi đó nghỉ ngơi. Cố xanh xanh ghét nhất nàng loại này giấu che đậy dịch thăm dò. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi nhìn chầm chầm vào ta. Đó chính là thừa nhận. Cố Vân Yên trong lòng có số, nói khẽ. Không phải. Sáng nay ta cũng tới trễ, vừa vặn trông thấy xanh xanh tỉ ngươi từ một cổ Bentley bên trên xuống tới. Vậy thì sao? Cố xanh xanh biểu lộ bực bội. Cùng Cố Vân Yên tiếp xúc càng lâu, nguyên chủ lưu lại cảm xúc liền vượt dễ dàng ảnh hưởng nàng. Cố Vân Yên ánh mắt bỗng nhiên hướng phía sau nàng mắt nhìn, giọng điệu khẩn thiết lại khổ sở. Xanh San tỉ, ta chỉ là lo lắng ngươi, đoàn làm phim bên trong gần nhất nghe đồn nhiều lắm. Còn có người nói ngươi cùng tạ tử khanh. Cố sanh sanh quả quyết nói. Ta cùng hắn quan hệ thế nào cũng không có, ngươi thiếu nói hưu nói vượng. Khi không thể tốt hơn. Một đạo lạnh lùng tiếng nói từ cố sanh sanh sau lưng vang lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Ăn nguyên tiêu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 53 Ăn nguyên tiêu kia không thể tốt hơn Tạ tử khanh từ bảo mẫu trên xe đi xuống Hắn đâm ngồi ngựa lớn đuôi Hẹp tay áo nhẹ cầu Quả nhiên là cái tiên y nộ mã thiếu niên lang Đáng tiếc lúc này sắc mặt không ngờ Rất giống ai trêu chọc hắn Cố vân yên ca à, một tiếng Cười nói Tử khanh Ngươi vừa rồi một mực tại trên xe nghỉ ngơi sao? ta đang cùng sanh xanh nói chuyện phím, không có ồn ào đến ngươi đi. Tạ tử khanh mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Cố vân yên nụ cười chưa cởi, đem trong tay trà sữa mượn hoa hiến Phật. San xanh tỷ muốn giảm béo, cái này cốc sữa trà cho ngươi. Tạ tử khanh đụng cũng không động vào kia trà sữa. Ta cũng giảm béo. Tạ tử khanh chính là đang tuổi lớn, mỗi ngày hộp muốn ăn cơm hai phần, đoàn làm phim trên dưới đều biết câu nói này không thể nghi ngờ là không nể mặt cố vân yên dù là cố vân yên sắc mặt cũng có chút xấu hổ nàng nhân duyên luôn luôn tốt thực sự không hiểu vì cái gì tạ tử khanh dạng này chán ghét chính mình cố sanh sanh gặp hai người đối thoại vụng trộm dáng bên cạnh muốn đi ra lại bị tạ tử khanh gọi lại ngươi dừng lại cố vân yên ánh mắt tại giữa hai người xoay chuyển vòng cười cười ta muốn đi đọc lời kịch các ngươi trò chuyện đi cố sanh sanh đành phải quay người, cùng tạ tử khanh hai mặt nhìn nhau. Tạ tử khanh không có ý lên tiếng, khiến cho cố sanh sanh trong lòng lo sợ. Vừa mới cũng không nói hắn cái gì nói xấu, có thế phía sau nói người bị tại chỗ bắt được, vẫn còn có chút xấu hổ. Cố sanh sanh nghĩ nghĩ, giơ lên trong tay bình trà sữa. Uống rất ngon, vừa rồi đã quên cảm ơn ngươi. Tạ tử khanh trông thấy kia cái bình, sắc mặt càng khó chịu, bỗng nhiên giơ tay ném đi thứ gì tới cố sanh sanh luống cuốn tay chân tiếp được là cái đáng yêu giữ ấm chén tạ tử khanh nói trả lại ngươi giữ ấm chén rỗng cố sanh sanh linh cơ khẽ động nói ngươi thích lần canh gần sao ta lần sau không có lần sau tạ tử khanh trừng mắt mắt dọc ta lại cùng ngươi cường điệu một lần ta xưa nay không cùng đoàn làm phim nữ diễn viên có tự mình vãng lai ngươi không cần tại trên người ta phí tâm tư. Há, tốt nha. Cố sanh sanh chậm rãi gật đầu, mắt hạnh như nước. Tạ tử khanh không khỏi một trận bực bội, không duyên cớ sinh ra một cổ ủy khuất ảo giác của nàng. Chính chần chờ, cố sanh sanh liền thở vào nói. Vừa vặn ta nồi đất quá nhỏ, nếu là cho ngươi một phần, tuyết nhi cùng an hà liền không có uống. Tạ tử khanh. Phanh một tiếng, tạ tử khanh hung hăng ném lên cửa xe, ngược lại tại chỗ ngồi bên trên, chân dài hướng phía trước chỗ ngồi một khung. Người đại diện gặp hắn dạng này, biết thiếu gia tính tình lại phát tác. Sớm đã nói với ngươi, khi cố vân yên có tâm kế, có thế cố sanh sanh cũng không phải cái gì người hiền lành, đừng bị mặt của nàng lừa, cẩn thận nàng ôm ngươi đùi xào tai tiếng. Tạ tử khanh giơ tay bay ra một cái gối. Thiếu giáo huấn ta. Để cho ta một người chờ một lúc tốt tốt tốt, ngươi nghỉ ngơi một hồi, khởi công ta bảo ngươi. Người đại diện xuống xe. Cửa xe vừa đóng, tạ tử khanh liền bực bội đạp chân trước tòa. Nghĩ đến mình cùng cái kẻ ngu giống như thay cố sanh sanh bên vực lẽ phải, liền muốn chù y một quyền của mình. Nhớ tới cố sanh sanh hồn nhiên ngây thơ mặt, tạ tử khanh càng phát ra thất bại, hắn tự xưng là diễn kỹ thiên tài, thế mà nhìn không thấu nàng ngụy trang. Người đại diện nói không sai, nữ nhân đều là lừa đảo. Tạ tử khanh một mặt khí không thuận, lấy điện thoại cầm tay ra quét một lát, thói quen điểm tiếng thiên Nga trực tiếp. Đặc biệt chú ý có nhắc nhở, điểm đi vào xem xét, vượng tử không nghe lời, đổi mới. Ngày hôm nay ta làm suối nước nóng trứng. Dùng không phải chuyên nghiệp máy ghi âm, ngọt ngào tiếng nói có vẻ hơi sai lệch. Mây mù quấn, cây xanh hồng hoa, nhật thức đình viện, phong linh len keng, nương theo lấy róc rách tiếng nước chảy lộ ra hết sức linh hoạt kỳ ảo. Tạ tử khanh tâm tình thư sướng, đã quên nàng không trở về mình tư tính sự tình, lưu loát đập 200 cái yên hoa. Đáng tiếc đây là chiếu lại, nghe không được tiểu tiên nữ ngọt ngào cảm tạ hắn. Tạ tử khanh phản phục đem video nặng nhìn hai lần, chỉ cảm thấy cái này suối nước nóng hoàn cảnh rất tốt, so phát cho trợ lý gọi hắn ra ra là nhà ai. Đường tô nhắc nhở cho tàn tật đại lão vung cái kiều xuyên sách đem ngay lập tức tại trước đây ánh sáng. Văn học đổi mới, nhớ kỹ vực tên www. www. Swenser. CC, mời đến nguyên đứng. Nhìn chương mới nhất. Hoàn chỉnh chương tiết, trực tiếp thời gian mỗi ngày gọi chủ bá thổ hào, chỉ có tạ tử khanh mới nhìn ra được, nàng cảnh biển đầu bếp phòng, mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn, liền đi suối nước nóng cũng là tư mật hội sở, chỉ đối với hội viên mở ra cái này không chỉ có là thổ hào đơn giản như vậy định là nhà nào thiên kim đại tiểu thư tạ tử khanh thối lui đến hậu trường tích tích vang lên rất nhiều tin tức nhắc nhở chủ bá nhóm dồn dập cùng hắn tư tính chào hỏi lan nhược ca ca lên mạng à nha lan nhược ngày hôm nay làm hạnh nhân lộ ca ca đến ủng hộ một chút nha tiểu điềm rượu ca ca tiểu điềm rượu cho ngươi kiêu vũ à, a ca ca, ca ca tạ tử khanh tùy tâm sở dục xem ai thuận mắt liền cho người đó khen thưởng mỗi lần lên mạng đều có một đống xinh đẹp chủ bá tư tính hắn cho hắn phát ra tự chụp hẹn hắn ra ngoài nhiều vô số kể tạ tử khanh vạch một cái đến cùng rơi vào cùng vượng tử không nghe lời khung cha tạ tử khanh lần trước quỷ thần xui khiến cho nàng phát mình phát xong liền hối hận rồi tạ tử khanh tốt xấu tính giới giải trí đỉnh lưu tư liên chủ bá tin tức truyền ra, tuyệt đối có thể làm Uy bộ sụp đổ. Có thế tạ tử khanh lo lắng lại là một chuyện khác, nếu như tiểu tiên nữ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống, làm sao bây giờ? Tạ tử khanh như cái mới biết yêu thiếu nam đồng dạng, lo sợ hồi lâu, kết quả nàng căn bản không có hồi phục. Tạ tử khanh không biết nên thở vào hay là nên thất vọng, thối lui ra khỏi thiên Nha trực tiếp. Tiếp theo mấy ngày, cố San San bắt đầu dày đặc quay chụp văn hí, mỗi ngày mệt mỏi thoi thóp, ban đêm cùng thẩm vọng video thời điểm đều ở lưng lời kịch. Hai người liên tiếp video, cố sanh sanh tình cảm dạt vào niệm lời kịch, thẩm vọng mặt không thay đổi làm việc, cũng là có mấy phần hài hòa. Sở Minh phù giai đoạn trước lời kịch không nhiều, lấy vũ đạo cùng đánh kịch chiếm đa số, cố sanh sanh còn ứng phó được đến, đến phiên văn hí cố gắng hết sức. Ống kính sẽ thực sự đem diễn viên diễn kỹ phóng đại, hiện ra cho người xem, không cách nào trộn nước cũng may có An Hà. An Hà diễn kỹ tinh tế, cùng tịch tuyết nhi tay nắm tay dạy cố sanh sanh. Cố sanh sanh đôi mắt trời sinh đưa tình, tăng thêm một trương không góc chết thịnh thế mỹ nhan, cũng là hồ lộng qua. Cố sanh sanh sát thanh ngày đó, vừa lúc là Tết Nguyên Tiêu. Đạo diễn mời toàn đoàn làm phim ăn một bữa nóng hổi Nguyên Tiêu, tiểu xảo gạo nếp bên trong bọc chè xí mà, chè mè đen, mềm nhu thơm ngọt. Cố sanh sanh bưng lấy bát Nguyên Tiêu, bị đám người vây quanh. Ngày hôm nay cố sanh sanh sát thanh thời gian, cái này bỗng nhiên nguyên tiêu cũng coi là nàng thực tiễn. Xưa nay keo kiệt khích lệ trương đạo, khó được miễn cưỡng sanh sanh một phen, làm cho nàng về sau muốn không ngừng cố gắng. Phao phao lôi kéo cố sanh sanh, nước mắt trưng trưng. Sanh sanh tỷ, ngươi lần trước dạy ta búi tóc, ta còn không có học được đâu. Sanh sanh, ngươi đi rồi, chúng ta liền uống không đến ngươi nấu canh ta ủy bộ chú ý ngươi, có để trống chơi. Đúng đúng, kéo ngươi tiếng chúng ta bày nha. Có lẽ là nguyên tiêu ngày hội, đoàn làm phim cô nương trẻ tuổi nhóm đều thân thân nhiệt nhiệt cùng cố xanh xanh cáo biệt. Mặc dù biết cái này thân mật nửa thật nửa giả, cố xanh xanh vẫn là rất cảm động. Ở cái thế giới này, nàng trừ tịch tuyết nhi cùng An Hà, còn không có giao đến bằng hữu của hắn đâu. Cố xanh xanh cầm điện thoại tăng thêm mấy cái cô nương, đột nhiên cảm giác được một trận ánh mắt rơi trên người mình, nàng nâng mắt nhìn đi, là Tạ Tử Khanh. Tạ Tử Khanh ăn xong một bát nguyên tiêu, chính nhìn cách đó không xa nồi, hắn sức ăn lớn, một bát căn bản ăn không đủ no, làm phiền mặt mũi lại không chịu thêm, cố sanh sanh do dự một chút, đi qua. Ta chén này không động tới, cho ngươi. Tạ Tử Khanh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, hắn một mặt máu ứ động trang có vẻ hơi hung. Những ngày này, tạ tử khanh nói là làm, trừ quay phim bên ngoài, hoàn toàn cùng cố sanh sanh số không giao lưu. Cố sanh sanh từ nhỏ cũng là bị bưng lấy lớn lên, trừ thẩm vọng còn không có đặc biệt lấy lòng qua ai, tự nhiên cũng sẽ không lại đi cùng tạ tử khanh lấy lòng. Chỉ là ngày hôm nay muốn tách ra, cố sanh sanh vẫn là quyết định nói với tạ tử khanh tiếng cảm ơn. Tạ tử khanh sắc mặt có chút cổ quái. Cám ơn ta làm gì? thích xem đường tô viết, cho tàn tật đại lão vung cái kiều, xuyên sách tăng nguyên tiêu sao. Vậy liền nhớ kỹ A hơ, V đúp V V đúp. CC, trước đây quan văn học, A vực tên V đúp V đúp V CC, mời đến nguyên đứng nhìn chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết, ta biết, nếu như không phải ngươi phối hợp ta, kỹ xảo của ta không gặp qua quan. Cố sanh sanh ngửa đầu, mắt hạnh viết đầy thành khẩn, thực sự có mê hoặc tính. Có đôi khi tạ tử khanh đều hơi nghi hoặc một chút, cố San sanh diễn kỹ thật sự có tốt như vậy sao? Cố San sanh đem kia một bát nguyên tiêu nâng đến tạ tử khanh trước mắt, người tu chân nặng nhất nhân quả, nàng dùng cái này một bát nguyên tiêu còn tạ tử khanh thiện ý cho nên cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt sẽ không chủ động nói chuyện với ngươi, chụp xong bộ kịch này ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua ngươi. Tạ tử khanh nhìn chầm chầm chén kia nguyên tiêu, rốt cục tiếp tới. Thẩm vọng cách cửa sổ xe, diêu diêu trông thấy chính là một màn này. Đạo diễn không thể nghi ngờ rất hiểu cố xanh xanh vẻ đẹp, sở minh phù mỗi một bộ trang phục diễn trò đều là màu đỏ, dáng đỏ, hỏa hồng, ửng đỏ, thâm thâm thiển thiển, chiếu ra nàng một trương phù dung mặt. Cố xanh xanh cuối cùng một tuần kịch là sở minh phù tự sát, trên mặt tàn trang chưa cởi, thê diễm phi thường lúc này bưng lấy so với nàng mặt còn lớn bát, cách sương mù lượng lờ, lại hiện ra mấy phần hồn nhiên tới. Anh Tuấn thẳng tắp thanh niên đứng ở trước mặt nàng, một cái huyền y một cái hồng y, lộ ra như thế đăng đối. Có đôi khi tạ tử khanh đều hơi nghi hoặc một chút, cố sanh sanh diễn kỹ thật sự có tốt như vậy sao? Cố sanh sanh đem kia một bát nguyên tiêu nâng đến tạ tử khanh trước mắt, người tu chân nặng nhất nhân quả, nàng dùng cái này một bát nguyên tiêu còn tạ tử khanh thiện ý cho nên cám ơn ngươi ngươi yên tâm về sau ta tuyệt sẽ không chủ động nói chuyện với ngươi chụp xong bộ kịch này ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua ngươi tạ tử khanh nhìn chầm chầm chén kia nguyên tiêu rốt cục tiếp tới thẩm vọng cách cửa sổ xe diêu diêu trông thấy chính là một màn này đạo diễn không thể nghi ngờ rất hiểu cố xanh xanh vẻ đẹp sở minh phù mỗi một bộ trang phục diễn trò đều là màu đỏ dáng đỏ, hỏa hồng, ửng đỏ, thâm thâm thiển thiển, chiếu ra nàng một trương phù dung mặt. Cố sanh sanh cuối cùng một tuần kịch là sở minh phù tự sát, trên mặt tàn trang chưa cởi, thê diễm phi thường. Lúc này bưng lấy so với nàng mặt còn lớn bát, cách sương mù lượng lờ, lại hiện ra mấy phần hồn nhiên tới. Anh Tuấn thẳng tắp thanh niên đứng ở trước mặt nàng, một cái huyền y một cái hồng y, lộ ra như thế đăng đối. Nhìn xem tạ tử khanh đem nguyên tiêu tiếp nhận đi, cố xanh xanh nhẹ nhàng thở ra hai người đồng thời gặp thoáng qua ngược lại là có chút từ đây cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ thoải mái an hà bưng một bát mới nguyên tiêu tới nhỏ giọng nói ai ngươi nói với tạ tử khanh cái gì đâu các ngươi lại hòa hảo rồi những ngày này tạ tử khanh cùng cố xanh xanh số không hổ động toàn đoàn làm phim đều nhìn ở trong mắt cố xanh xanh nói không có a Ta cùng hắn vốn là không có tốt hơn, tại sao muốn hòa hảo? Ngươi chén này nguyên tiêu cho ta. An Hà nói. Làm gì a? À? Cố sanh sanh bưng lấy nóng hổi nguyên tiêu, thừa dịp không ai chú ý, chạy hướng về phía tuyết bên ngoài sân chiếc kia điệu thấp xe sang trọng. Thẩm vọng thẩm vọng. Cửa sổ xe giam giữ, lái xe thế mà không xuống cho nàng mở cửa. Cố sanh sanh đem mặt dán tại cửa sổ kiến bên trên. Mở cửa nhanh trong miệng nàng hơi thở hòa tan trên cửa sổ xe sương hoa, chiếu ra bôi đến đỏ tươi mỹ nhân môi, diễm quỷ giống như. Bác thật nóng a, ta nâng không được. Cố xanh xanh nải thanh nải khí, lôi ra một chút ủy khuất giọng điệu tới. Quyển sách tác giả đường tô nhắc nhở ngài, cho tàn tật đại lão vung cái kiều, xuyên sách, ngay lập tức tại A hơ, v đức v đức v đức. Xoen sơ. CC, trước đây quan văn học, A đổi mới chương mới nhất, nhớ kỹ vực tên v đức v đức v đức. Sensor. CC, mời đến Nguyên đứng nhìn chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết, hàng phía trước lái xe cũng nhịn không được quay đầu. Tiên sinh. Thẩm vọng dừng một chút, hạ xuống cửa sổ xe, mặt không thay đổi quay đầu. Một bác Nguyên tiêu liền nhét đi qua, may mà thẩm vọng tay mắt lanh lẹ bưng lấy bác, bàn tay lớn vững vàng nâng đáy chén. Nông nóng bỏng. Cố xanh xanh ngón tay loạn vung, nắm vuốt vành tay hạ nhiệt độ, đáy mắt đều nổi lên mơ hồ màu nước có như vậy bỗng thẩm vọng nhíu nhíu mày cầm chén đặt ở bàn trên bảng đưa tay nắm cố xanh xanh tay mắt nhìn một chút nhàn nhạt đỏ lại bị lừa thẩm vọng tức giận đến hơi vung tay lại bị cố xanh xanh bắt lấy đầu ngón tay cố xanh xanh hãy cùng mèo con đồng dạng lật ra cái bụng kiều kiều oán trách hắn ngươi còn biết quan tâm ta nha nàng đuôi mắt phát họa một vòng đỏ nhạt nghĩ đến cái nhìn kia phong tình chọc người tác giả có lời muốn nói. Tăng thêm 100 chữ, mời đổi mới sau nặng nhìn. Nhỏ hiểu lầm có, nhưng là sẽ không ngược, yên tâm đi. Chương này cũng phát 50 cái hồng bao, chúc mừng mọi người đi làm đi học phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Đúc ta bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 54 Đúc ta lại làm nũng Thẩm vọng lạnh như băng đọc nhấn rõ từng chữ, bị nắm chặt tay lại không có buông ra. Lái xe nhìn mặt mà nói chuyện, đem cửa xe mở ra. Cố xanh xanh dẫn theo váy tiến vào trong xe, mang đến một thân băng tuyết hàng khí. Thẩm vọng không nhúc nhích, không có muốn cho nàng chuyển địa phương ý tứ. Cố xanh xanh sóng mắt lưu chuyển. Làm phiền nhường một chút, Thẩm Vọng vẫn là thản nhiên nhìn nàng, giống như ngọn núi cản trước người. Cố San san nghĩ nghĩ, nâng lên một cái chân vượt qua Thẩm Vọng, nghĩ bò vào trong xe. Thật dài đỏ tươi váy rơi vào Thẩm Vọng súng màu xám thẳng quần tây bên trên, nàng một cái chân nhảy tới, chống đỡ thành ghế lại nâng lên một cái chân khác, trên lưng bỗng nhiên bị một cổ đại lực ghiềm chặt, cả người không tự chủ được hoành đổ vào Thẩm Vọng trên đùi. Ô, ngươi làm cái gì a? À? cố xanh xanh dãy dụa lấy lật người, tức giận trừng mắt thẩm vọng, đuôi mắt một vòng hoa đào sắc. Thẩm vọng trong lòng một sợ. Đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng dọc theo khóe mắt nàng mơn trớn, lại rơi vào tươi môi đỏ bên trên. Cố xanh xanh sóng mắt như túy, lông mi rào rào run rẩy không hưu, lại ngoan ngoãn không có tránh đi tay của hắn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cố xanh xanh, một thân hồng y, mắt mang hoa đào, ngây thơ lại yêu giả giống tu thành hình người tiểu hồ yêu, mỉm cười đem lạc đàn thư sinh dẫn vào trong núi đi. Nàng vừa rồi, chính là như vậy ánh mắt, nhìn xem nam nhân khác. Một giây sau, bàn tay lớn lồng tại cố xanh xanh trên mặt, thô lỗ bóc hoa môi của nàng son. Người quái dị. Ô, thẩm vọng đồ quỷ sứ chán ghét. Ta. Cố xanh xanh tức giận đến kiếp qua gọi bậy. Nàng ta, nửa ngày, không nghĩ ra cái gì hữu lực ngoan thoại, liền đem lắc đầu một cái ta đều không nghĩ để ý đến ngươi cũng không cần về nhà về nhà thẩm vọng chậm rãi đọc lên cái từ này đầu lưỡi không khỏi nếm ra một chút ngọt khi ngươi đi đâu vậy cố sanh sanh ôm cánh tay ta về đoàn làm phim thẩm vọng nói ngươi đi cố sanh sanh sững sờ cực nhanh nhìn thẩm vọng một chút thẩm vọng dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng thần sắc đạm mạc nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cố xanh xanh vành mắt đỏ lên, không nói một lời liền mở cửa xe. Một cái đại thủ nhanh hơn nàng, ấn ở xe chốt cửa, cũng đè xuống cố xanh xanh tay nhỏ bé lạnh như băng. Nguyên lai tưởng rằng cố xanh xanh sẽ giống bình thường đồng dạng, ỏn à ỏn ẻn mềm giọng cầu hắn, không nghĩ tới hôm nay tính tình vẫn còn lớn. Thẩm vọng tiếng nói nặng nề, từ đỉnh đầu rơi xuống. Đi chỗ nào? không phải ngươi để cho ta trở về sao? Cố xanh xanh càng nói càng ủy khuất, hai viên to như hạt đậu nước mắt lạch cạch, nện ở thẩm vọng trên mu bàn tay. Thẩm vọng ngón tay rung lên, nắm cố xanh xanh cái cầm nâng lên. Cố xanh xanh làn da tuyết trắng, vành mắt đỏ lên liền hết sức dễ thấy, ướt sủng lông mi dính thành một đám một đám, chiếu đến đuôi mắt một vòng đỏ, không hiện yêu giả, phản hiển hồn nhiên. Thẩm vọng đầu ngón tay gãy nàng lông mi, giọng điệu trêu tức ta à để ngươi trở về ngươi trở về, bình thường làm sao không gặp ngươi như thế nghe lời. Cố xanh xanh ôm lấy thẩm vọng tay liền cắn. Thẩm vọng ngón tay thon dài, xương cốt cứng rắn, mang theo sạch sẽ, nhàn nhạt mùi thuốc. Trăng cắn, không có cắn nhiều ít thịt, ngược lại bị cấn đến đau răng. Cố xanh xanh nhìn trộn nhìn thẩm vọng, vừa lúc đụng vào hắn đôi mắt thâm thúy, mơ hồ hiện lên một tia cười. Cố xanh xanh hàm răng một sai, hung hăng cắn chặt. Đừng tưởng rằng nàng không dám thật cắn Thẩm vọng tê một tiếng Ngón tay nắm cố xanh xanh hai má Nhả ra Lấy ở đâu mèo hoang Cắn người linh tinh Cố xanh xanh nghe càng khí Cắt cao hợp lấy răng Thẩm vọng xoa bóp nàng mềm mặt non nớt gò má Không xuống tay được Tỉnh táo tiếng nói rốt cục lộ ra một tia khó thở Ngươi cho ta nhả ra Lại cắn đem ngươi răng gõ rơi Tiểu quái vật Cố xanh xanh có phải là ta quá dung túng ngươi? Ngoan, hiện tại nhã ra liền mua cho ngươi bao. Ngô lõm bao. Cố xanh xanh ánh mắt kiên nghị. Thẩm vọng trên trán gân xanh hàng lên, nhắm lại mắt. Ngươi muốn thế nào? Cố xanh xanh mặt mày hớn hở. Lắm điều đối với ngô lấy. Thẩm vọng trầm mặt một lát, sờ đến cố xanh xanh trên lưng, gãi gãi. Cố xanh xanh lập tức nới lỏng miệng, giống đạp công tắc điện đồng dạng tại thẩm vọng trên đùi lăn loạn. Ha 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 ngươi quá. Quá mức ha 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 ha. Ngươi chán ghét. Nàng môi hóa trang trôi, tóc mai tán loạn, cười ra nước mắt treo ở khóe mắt, chật vật giống trong tuyết đánh qua lăng con mèo, một thân xinh đẹp da lông toàn vò rối. Thẩm vọng thờ ơ, ngón tay tại nàng dưới xương sườn cùng mềm mại trên bờ eo nhẹ cào. Ta chán ghét. Vậy ai không ghét? Vừa rồi nói chuyện với ngươi người. Cố San san hai chân loạn đạp. Kia là Tạ Tử Khanh ha 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 ha. Mau buông ta ra. Nghe trong miệng nàng nói ra cái khác tên của nam nhân, Thẩm Vọng sắc mặt lạnh hơn. Ngươi vừa rồi cho hắn nguyên tiêu ăn. Kia. Kia là đoàn làm phim. Cố San san ôm lấy Thẩm Vọng thủ đoạn, cười đến sắp không thở nổi, đầu óc chợt linh quang, không phải ta nấu. Thẩm Vọng ngón tay dừng lại. Cố sanh sanh phúc trí tâm linh, bận biệu nói tiếp. Thật sự thật sự, chính là đoàn làm phim phát nguyên tiêu mà thôi. Hắn quay phim thời điểm rất chiếu cố ta, ta liền cho hắn cầm một bát nha. Cố sanh sanh cường điệu. Ta đưa cho ngươi cái này một bát, nguyên tiêu càng nhiều. Thẩm vọng nhìn chầm chầm nàng một lát, ép ở ngực triểu nặng quốc khí, bỗng nhiên tiêu tán không ít, rút cục dơ cao đánh khẽ buông ra cố sanh sanh. Cố sanh sanh coi như không cao hứng nàng biến mất khóe mắt bật cười nước mắt, hữu khí vô lực chỉ trích thẩm vọng. Ta cho ngươi nguyên tiêu ăn, ngươi còn khi dễ ta. Thẩm vọng không nói, giơ tay lên đặt ở cố xanh xanh trước mắt. Cái tay kia thon dài, tái nhợt, khớp xương rõ ràng, lúc này trên mu bàn tay một loạt viên viên dấu răng, hồng hồng một vòng nhỏ, giống đóng cái đâm. Mà lại, dấu răng bên trên lây dính chút hư hư thực thực nước bọt ống ánh. Cố xanh xanh gương mặt đỏ lên, ánh mắt bốn phía loạn bay, thấm thoát nhưng cái khó ló cái khôn. Nguyên tiêu đều muốn lạnh mất, còn không mau một chút ăn. Chén kia nguyên tiêu bày ở bàn trên bảng, đã không còn phát ra hơi nóng. Cố xanh xanh cầm chén nâng cho thẩm vọng, muốn dùng điềm điềm gạo nếp dính chặt thẩm vọng miệng. Thẩm vọng trong mắt nhìn xem trong chén chìm nổi nguyên tiêu, nhẹ dơ lên cái cầm, ý tứ rất rõ ràng. Đúc ta. Cố xanh xanh nói ngươi bây giờ con mắt có thế trông thấy, mình ăn. Thẩm vọng liền cầm trên tay dấu răng lại đi trước mắt nàng một đưa, mặt không biểu tình. Tay đau. Là ngươi trước khi dễ ta, ta mới phản kích. Cố xanh xanh nói đến lễ thẳng khí hùng, đến cùng vẫn là tiếp nhận bác, tự mình uy thẩm vọng ăn nguyên tiêu. Màu ngà sữa mì nước trung nguyên tiêu chìm nổi. Dùng mui nhẹ nhàng khoái động, lại tản mát ra một cổ ít ỏi hơi nóng. Cái này nguyên tiêu cũng không phải đặc biệt gì nguyên tiêu, siêu thị trong tủ lạnh thức ăn nhanh đông lạnh phẩm. Nguyên tiêu ngâm phải có chút sốt, múc tại thì bên trong không phải mượt mà sung mãn một viên, nửa hòa tan tựa như sập tại thì bên trong. Ăn tại trong miệng, da mặt vẫn là nhu, nóng hổi chi ma nhân bánh chảy xuôi tại đầu lưỡi, mang theo mỡ heo, đỉnh mùi thơm mê người. Thẩm vọng ăn một cái, đem thì tiếp nhận đi, cũng múc một viên nguyên tiêu đúc tới cố xanh xanh bên miệng cố xanh xanh nho nhỏ miệng cắn miệng, tuyết trắng nguyên tiêu bên trên lây dính một chút đỏ bừng miệng son, không duyên cớ sinh ra điểm hương diễm vị nói tới. Cố xanh xanh cũng nhìn thấy, bỗng nhiên thất vọng cuối hạ đầu. Ngươi hôm nay lần đầu tiên tới dò xét bang, ta đặc biệt đem trang giữ lại cho ngươi xem. Thật sao? Thẩm vọng âm cuối dương lên. Muốn để ta nhìn. Cố xanh xanh mở ra cái khác mặt. Không phải nhìn hiện tại. Nàng trang bị thẩm vọng vò rối, bộ dáng khẳng định rất ngu ngốc. Cố xanh xanh nhìn về phía cửa sổ xe, mơ hồ trông thấy trên cửa sổ xe cái bóng, thanh gió mát một đôi mắt hạnh, môi đỏ lại là cỏ không ít tại trên gương mặt. Cố xanh xanh bị mình xấu đến, mau đem mặt xoay trở về, muốn ăn xong viên kia nguyên tiêu. Ta! Cố xanh xanh chỉ ngây ngốc địa, nhìn xem thẩm vọng đem nhiễm nàng xong môi viên kia nguyên tiêu, cắn vào trong miệng. Tác giả có lời muốn nói. Khốn bất tỉnh, chương này ngắn nhỏ, sáng mai bổ. Cầu dịch dinh dưỡng nha chọn bình luận phát 30 hồng bao phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Ghen Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 55 Ghen lại tuyết rơi Hoa tuyết lưu loát từ màu xanh đậm bầu trời đêm bay xuống, đường công trôi chảy xa hoa màu đen xe sang trọng bên trên, rất nhanh liền bao trùm một tầng mỏng tuyết. Cố xanh xanh gương mặt kề sát tại trên cửa sổ xe, mềm non khuôn mặt nhỏ chen lớn biến hình, cửa sổ xe ngưng kết sương sương mù, lại bị hơi nóng hòa tan một mảnh nhỏ, hướng xuống chậm rãi lăn xuống dọc nước. Thẩm vọng nhìn xem nàng nói. Cửa sổ băng, tới. Không muốn. Đăng đồ tử cố sanh sanh cả người kề sát tại cửa sổ xe biên giới nói nhỏ chỉ trích thẩm vọng thẩm vọng khóe môi khiên động cái rất nhỏ đường cong nhịn được ăn một mình ngươi nguyên tiêu thôi cố sanh sanh cả giận kia là một cái nguyên tiêu sao thẩm vọng nghiêm túc buông xuống hỏi đó là cái gì cái đó là thật đúng là cái nguyên tiêu cố sanh sanh nhẫn nhịn nửa ngày vừa tức đạo kia nguyên tiêu là ta cắn qua thẩm vọng nhắc nhở. Ngươi thường đem trắng qua thịt mỡ đặt ở ta trong chén. Khi không giống. Cố sanh sanh căm giận mà nhìn xem hắn, biết rõ thẩm vọng là đang giảo biện, lại không có ý tứ đem nói thật ra. Thẩm vọng ăn luôn nàng đi ngoài miệng son phấn. Cái này tại thoại bản bên trong, là đăng đồ tử mới có thể làm ra hương diễm hoạt động. Nghĩ đến kia nhiễm một chút đỏ nguyên tiêu, bị thẩm vọng ngậm ở miệng, nuốt xuống cố xanh xanh gương mặt liền đốt đến kịch liệt, trong lòng như bị nhỏ vuốt mèo cào, bất ổn. Trong xe chẳng biết lúc nào dâng lên tấm che, đem buồn sau xe vạch thành một cái phong bế không gian. Cố xanh xanh đột nhiên cảm giác được không khí có chút không đủ dùng, lại đem gương mặt áp vào trên cửa sổ xe, giống con đem mặt dấu ở đệm thịt dưới, biệt tai trộn chung mèo con. Cố xanh xanh da thịt tuyết trắng, trong tóc đen lộ ra trắng nõn bên tai cùng phần gáy đều hiện phấn, nhìn xem ngon miệng cực kỳ thẩm vọng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói chuyện. Trong xe nhất thời yên tĩnh im ắng, cái này yên tĩnh cũng không xấu hổ, chỉ là làm cho lòng người bên trong mọc cỏ, đứng ngồi không yên. Nửa ngày, thẩm vọng mở miệng trước. Mặt của ngươi có lạnh hay không? Có một chút. Cố xanh xanh bị hắn nhắc nhở, mới phát giác được nửa bên mặt đều đông lạnh tê, chậm rãi quay đầu. Nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ gương mặt, trên ngón tay có một chút ướt át, lo lắng nói. Thế nào, ta phấn lót không có tan rơi à? Cố xanh xanh dán cửa sổ nửa bên mặt phấn lót tan, cống đến trong trắng hiện phấn, cùng mặt khác nửa bên thê diễm tàn trang hình thành so sánh rõ ràng, sau môi cọ bỏ ra một vòng, nàng còn hai tay dân mặt, rất khả ái nhìn xem thẩm vọng. Thẩm vọng cũng không phải phàm phu tục tử, sắc mặt không thay đổi chút nào. Không có, rất tốt. Cố xanh xanh có chút cao hứng, đem chuyện vừa rồi ném đến sau đầu. Vậy ta đi tháo trang thay quần áo, lại cùng ngươi về nhà đi. Ân. Ừ. Thẩm vọng móc ra một phương xếp được chỉnh tề xanh trắng cách khăn tay, mặt xoa. Bịch một tiếng, gió tuyết cuốn vào toa xe, cố xanh xanh đã nhảy xuống xe, bước chân nhẹ nhàng chạy hướng đèn đút sáng trưng studio. Thẩm vọng trấn định thu tay lại khăn. Đoàn làm phim phòng nghỉ trên không, bột phát ra một trận thét lên. Quỷ A cố xanh xanh tức giận ngồi ở trang điểm trước sân khấu, cầm tháo trang khăn ướt không ngừng mà lau gương mặt. Tàn trang rút đi, lộ ra da thịt tuyết trắng tinh tế màu lót, mày như mực họa, trong mắt chứa thu thủy, môi là mê người hoa đào phấn. Tịch tuyết nhi cùng An Hà chưa tỉnh hồn, nước mắt lưng trồng ôm thành một đoàn. Vẫn là An Hà trước lấy lại tinh thần. Xanh xanh ngươi thật sự là, làm ta sợ muốn chết. Cố xanh xanh u oán từ trong gương nhìn các nàng thật sự có xấu như vậy sao hai người lẫn nhau nhìn đối phương an hà nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói không xấu không xấu tịch tuyết nhi nhỏ giọng bổ đau. là dọa người a à. cố sanh sanh tức giận một đập nắm đấm các ngươi quá mức thẩm vọng đều nói ta như vậy cũng đẹp mắt tịch tuyết nhi cả kinh nói thẩm vọng lại mù à nha cố sanh sanh nắm lên một cái phấn nhào liền hướng nàng ném đi qua tuyết càng rơi xuống càng lớn, đổ rào rào rơi vào trần xe. Lái xe dò hỏi. Tuyết lại hạ xuống đường liền không dễ đi. Cần gọi điện thoại cho phu nhân sao? Đừng thúc. Thẩm vọng nghiêng đầu nhìn xem sắc màu ấm đèn đường, thâm thúy đôi mắt cũng bị giác lên ấm áp. Nàng động tác chậm. Gió tuyết đêm, có một người có thế chờ, cũng là chuyện may mắn. Không bao lâu, đèn đuốc sáng trưng chỗ đi ra một đạo yểu điệu tinh tế thân ảnh, nàng hất lên ánh sáng, bước chân nhẹ nhàng, tại trên mặt tuyết kẻo kẹt kẻo kẹt dẫm ra hai hàng nhỏ nhắn dấu chân. Thẩm vọng như pho tượng thân hình động, mở cửa xe. Ánh mắt không có ngăn trở, mới nhìn rõ cố xanh xanh sau lưng còn đi theo hai nữ sinh. Ba người cười cười nói nói, tại nhìn thấy thẩm vọng lúc, hai nữ sinh đều là cứng đờ. Ngược lại là cố xanh xanh tăng tốc bước chân, chạy tới cố xanh xanh bọc lấy màu đen áo lông, gương mặt tống đến đỏ lên. Thẩm vọng đem nàng áo lông khóa kéo kéo đến trên cằm, lại cài lên mũ. Cố xanh xanh nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị chôn ở trong cổ áo, chỉ lộ ra linh động mắt hạnh. Nàng dãy dụa lấy đem miệng lộ ra, làm như có thật giới thiệu nói. Đây là ta thường đề cập với ngươi lên Tuyết Nhi cùng An Hà, là bạn tốt của ta. An Hà Tuyết Nhi, đây là thẩm vọng thẩm vọng ánh mắt chuyển hướng cố xanh xanh sau lưng tịch tuyết nhi cùng an hà giống hai con chim cúc ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi cố xanh xanh sung sướng nói tuyết nhi an hà các ngươi không phải la hét không phải phải tới thăm thẩm vọng sao cố xanh xanh vểnh lên cái đuôi nhỏ trong giọng nói hơi có chút dương dương đắc ý thẩm vọng rất dễ nhìn a à, không sợ người khác nhìn đi đến chỗ nào đều lần có mặt mũi ta không phải ta không có chớ nói nhảm trong lòng hai người phủ nhận tam liên, cố gắng chống lên mỉm cười hướng thẩm vọng nói. Ngài, chào ngài. Bưng ngồi trên xe nam nhân xuyên ba kiện bộ khảo cứu Âu Phục, Tuấn Mỹ, lãnh khốc, trên mặt mỗi một đạo đường cong đều là thượng đế kiệt tác. Cùng nghe đồng duy nhất tương xứng, là kia độc thuộc về thượng vị giả nhíp người khí thế. Hắn giọng điệu có thể xưng ôn hòa, là thần chi hướng phàm nhân hạ cố nhận cho. Xanh xanh thường nhất lên các ngươi lần đầu gặp gỡ, không chuẩn bị lễ vật, cái này hai tấm danh thiếp mời nhận lấy. Đen tuyền chống phản quan kim loại danh thiếp, độ lấy tên thẩm vọng. Cầm tấm danh thiếp này, có thể tại thẩm thị cờ hạ bất luận cái gì một nhà cửa hàng hưởng thụ vip đãi ngộ cùng chiết khấu. Tấm danh thiếp này càng sâu tầng hàm nghĩa là, các nàng đạt được thẩm vọng che chở. Lúc này An Hà cùng tịch tuyết nhi hồn nhiên không biết, chỉ là Demi thuận nhãn tiếp nhận danh thiếp, sau đó liền liên tục không ngừng cáo biệt cố xanh xanh các loại xe lái ra khỏi thật xa cố xanh xanh còn đang cùng thẩm vọng nói hai người bọn họ ngày hôm nay tốt khác thường thẩm vọng nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên nói không khác thường cùng trong điện thoại đồng dạng dừng một chút lại nói cho ngươi phát điện ảnh chính là cái nào cố xanh xanh không hiểu ra sao là tuyết nhi thẩm vọng ân một tiếng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cố sanh sanh bị hắn hỏi được trong lòng bất ổn, hắn sẽ không cảm thấy Tuyết Nhi là cái xấu bạn bè a. À. cố sanh sanh cố gắng giải thích. Tuyết Nhi đối với ta rất tốt, nàng giúp ta oán cố vân yên, cùng An Hà cùng một chỗ giúp ta luyện lời kịch. Cố sanh sanh nói liên miên lại nhảy nửa ngày, thẩm vọng rốt cục nắm nàng phần gáy, đổi chủ đề. Tuyết Nhi là cái nào? Cố sanh sanh oán giận nói ngươi cũng không phân rõ hai người bọn họ sao. Tuyết Nhi là tóc quan. Thẩm vọng hồi tưởng một chút, hững hờ nói. Há, xinh đẹp cái kia. Cố sanh sanh chậm rãi nga một tiếng, nói. Ngươi là nói An Hà không xinh đẹp không? Thẩm vọng xoa nắng lấy cố sanh sanh phần gáy, thuận miệng giải thích. Nàng cũng xinh đẹp, khí chất càng ôn nhu, hai người đứng chung một chỗ lúc, không dễ dàng bị lần đầu tiên liền chú ý tới cố sanh sanh liền ngồi thẳng nghiêng đầu nhìn xem thẩm vọng nói ngươi quan sát thật tốt nghiêm túc nha cho nên ngươi lần đầu tiên liền chú ý tới tuyết nhi sao thẩm vọng ta không có chú ý cố sanh sanh nói có thế ngươi mới vừa nói lần đầu tiên trước chú ý tới tuyết nhi thẩm vọng thở sâu ta chỉ nhìn thoáng qua cố sanh sanh nải thanh nải ký một chút liền có thể quan sát được nhiều như vậy ngươi thật lợi hại nha. Thẩm vọng có chút nheo lại mắt, nghiêng thân tới gần cố xanh xanh, lãnh đạm hương khí cùng cực nóng hô hấp cùng nhau đưa vào cố xanh xanh bên tai, tiếng nói từ tính. Ngươi đang ghen. Trước đây quan, văn học. www.ondimc.com Mời đến nguyên đứng, nhìn chương mới nhất, hoàn chỉnh chương tiết, lòng bàn tay mang theo thô ráp mỏng kén, mơn trớn chỗ, non mềm vành tay nổi lên màu hồng nhạt cố sanh sanh sóng mắt rung động, hà hơi như lan. Ngươi tại nói sang chuyện khác. Thẩm vọng. Hắn mặt không biểu tình chuyển hướng về phía trước, bỗng nhiên hướng tài xế nói. Lái nhanh một chút. Vĩnh tai nghe lén lái xe lắc một cái, tranh thủ thời gian đạp xuống chân ga. Trôn royce sơ chạy như bay tại đường nhựa bên trên, tại trong tuyết ít ra hai đạo vết bánh xe, một đường kéo dài hướng phương xa chỗ ngồi phía sau hai người một trái một phải nhìn qua ngoài cửa sổ đối thoại câu được câu không cho nên ngươi cảm thấy tuyết nhi so an hà xinh đẹp thật sao đều không xinh đẹp ngươi dựa vào cái gì nói ta bằng hữu tốt nhất không xinh đẹp vậy ngươi cảm thấy ai xinh đẹp a à? ngươi ngươi tốt dầu mỡ ngươi xuống xe đi đem ta ném đi tốt cưới một cái mới lão bà xinh đẹp sao xe lái nhanh một chút tác giả có lời muốn nói. Trưởng bối muốn nằm viện một tuần lễ, ta chỉ có thể bảo chứng một tuần đổi mới 21,000 chữ, nhưng là mỗi ngày rơi xuống thời gian hòa tự số không chừng nha. Cuối đầu nhỏ kịch trường. Con mèo nhỏ xanh xanh mang theo mèo con bạn bè đến xem mình nuôi mèo đen vượng tử. Đây là mèo của ta mèo, rất đáng yêu đi. Nhất lên cái đuôi dương dương đắc ý dọa đến rung lẫy bẫy các bằng hữu nắm chặt bình luận phát 50 cái hồng bao. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Hống người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 56 Hống người chỗ ngồi phía sau thần tiên đánh nhau, đáng thương lái xe vô tội bị tai họa, 3 giờ rưỡi đường xe ngạnh sinh sinh giảm bớt đến 2 giờ. Chờ trở lại biệt thự, đã là 12 giờ khuya. Tuyết lớn đầy trời, biệt thự xa xa nhìn lại giống truyện cổ tích bên trong màu trắng phòng nhỏ, ánh đèn ấm áp. Thẩm vọng lúc trước không thích náo nhiệt, trong biệt thự cho tới bây giờ yên tĩnh quạng cu ẻ. Mà cố xanh xanh nhát gan, thời thời thắc thắc muốn trong nhà có ánh đèn, được người yêu mến. Lúc này xem ra, ngược lại cũng không xấu thẩm vọng thu tầm mắt lại rơi vào cố xanh xanh trên mặt nàng làm đến nửa đường liền ngủ mất gối lên cánh tay của hắn ngủ được gương mặt đỏ bừng các loại xe dừng lại lý tẩu chào đón tiên sinh phu nhân thẩm vọng làm cái im lặng thủ thế lý tẩu hướng trong xe xem xét mới nhìn rõ thẩm vọng trong ngực còn ôm một người màu đen áo lông mau mau dẫn tới lộ ra hé mở trắng nõn khuôn mặt nhỏ không phải phu nhân còn có thể là ai thẩm vọng khẽ động trong ngực hắn cố xanh xanh liền tỉnh. Ngô! Đây là nơi nào? Áo lông tuột xuống, lộ ra một đôi ngập nước mắt hạnh cùng anh phấn cánh môi, trên gương mặt còn có bị hắn áo sơ mi nút thắt cấn ra dấu đỏ. Thẩm vọng giọng điệu thả nhẹ. Đến nhà! Cố xanh xanh vuốt mắt ngồi xuống. Nhanh như vậy liền đến. Điện thoại di động của ta đâu? Cố xanh xanh mới tỉnh bộ dáng ngây thơ đáng yêu, Lửa tựa ở thẩm vọng trên bờ vai, hồn nhiên đã quên chuyện vừa rồi. Thẩm vọng thở vào, tự hạ thấp địa vị tự mình giúp nàng đưa di động từ dưới chỗ ngồi tìm ra, đưa cho nàng. Cố sanh sanh nâng điện thoại di động, lẩm bẩm. Ta cho An Hà cùng Tuyết Nhi báo bình an. Đúng, ngươi muốn cho Tuyết Nhi chuyển lời sao? Thẩm vọng mặt không biểu tình gõ gõ cửa sổ xe. Ta muốn xuống xe. Cố sanh sanh hừ một tiếng. Đẩy cửa xe ra liền đi xuống không khí lạnh đập vào mặt cố xanh xanh run lập tập lạnh quá làm sao như thế lạnh lý tẩu đem dù chống tại đỉnh đầu nàng cười nói hạ mấy ngày tuyết đương nhiên lạnh xem ra sẽ hạ từng tới năm đâu bảo tiêu đem xe lăn mang ra ngoài thẩm vọng tại bảo tiêu nâng đỡ ngồi vào trên xe lăn mắt nhìn cố xanh xanh nàng đứng ở một bên nói chuyện với lý tẩu không giống bình thường đồng dạng ngoan ngoãn tới cho đẩy xe lăn, liền một ánh mắt cũng không cho hắn. Lý Tẩu cười nói. Phu nhân, ăn khuya muốn hiện tại đưa tới sao? Cố xanh xanh nói. Cái gì ăn khuya? Lý Tẩu nói liên miên nói. Tiên sinh phân phó chuẩn bị cho ngài ăn khuya, đều là ngài thích ăn đồ ăn đâu, còn có phu nhân lần trước nói thích ăn hạnh nhân bánh cùng điểm tâm, đều chuẩn bị. Cái này Lý Tẩu lời nói rất nhiều, Thẩm vọng ngày hôm nay lại cảm thấy nàng lại nhảy đến tại ý tưởng bên trên, làm cố xanh xanh hướng hắn nhìn qua lúc, câu lên khóe môi, cười cười. Bởi vì thẩm vọng lâu dài không cười, bộ mặt cơ bắp cứng ngắt, lại thêm cười đến thận trọng, cái nụ cười này không có đưa đến phải có hiệu quả, rơi ở trong mắt cố xanh xanh phản thành khiêu khích. Cố xanh xanh lúc đầu đều không tức giận, gặp hắn còn dám cười lạnh, tức giận đến ôm cánh tay nói. Ta không ăn. Kết nhất hạnh nhân Lý Tẩu còn là lần đầu tiên gặp phu nhân phát cáo Vốn định cười Mắt nhìn thẩm vọng sắc mặt lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về Băng thiên tuyết địa Lạnh bất quá thẩm vọng quanh thân phát ra hơi lạnh Bảo tiêu cùng đám người hầu dùng dập đê mi thuận nhãn Sợ bị bảo đuôi quét đến Thẩm vọng sắc mặt thay đổi liên tục Đem trong ngực hộp đưa cho bảo tiêu Lạnh lùng nói Ném đi Cái này bảo tiêu cùng tiếp khối khoai lang bỏng tay ném đi quá đáng tiếc a à. thẩm vọng mắt phượng run lên bảo tiêu liền bận bịu gật đầu là ta cái này ném đi cố sanh sanh vụng trộn nhìn xem điểm này tâm hộp nghe thấy lời này nhìn không được nói lãng phí đồ ăn sẽ bị xét đánh thẩm vọng đáp lại cười lạnh cũng không phải đưa cho ngươi một lời của hắn thốt ra liền cảm thấy không tốt cố sanh sanh thân thể nhoáng một cái khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tiếp theo vành mắt phím hồng, mắt hạnh bên trong cấp tốc nổi lên một tầng hơi nước. Thẩm vọng trong lòng nắm chặt. Trở ngại bốn phía tất cả đều là người, lại kéo không hạ mặt đi hống nàng. Liền trơ mắt nhìn xem cố xanh xanh mắt đỏ, quay đầu cộc 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 chạy. Thẩm vọng trầm giọng, trống ngốc đứng đấy một vòng người hầu. Còn không đuổi theo. Lý tẩu bừng tỉnh đại ngộ, cái thứ nhất chạy tới. Phu nhân chạy chậm một chút, tuyết rơi trượt. Cố xanh xanh lúc đầu chạy tới cửa liền đứng vững, còn vụng trộn quay đầu nhìn. Gặp người đuổi theo tới, an tâm thoải mái chạy đi lên lầu. Thẩm vọng vuốt vuốt thái dương, sốt ruột sau khi, lại nhịn cười không được một chút. Cố xanh xanh về đến nhà chuyện thứ nhất chính là ngâm trong bồn tắm. Khách sạn bồn tắm lớn nhỏ hẹp, nào có trong nhà dễ chịu. Tuyết trắng trong bồn tắm đổ đầy nước nóng, ngày ngày không vận đến mới cánh hoa tươi vẫy vào trong nước, hương khí mùi thơm ngào ngạt. Cố xanh xanh gối lên cánh tay ghé vào bên bồn tắm duyên, một cái nữ hầu thay nàng xoa bóp, một cái nữ hầu cầm ngựa mau lượt, đem cố xanh xanh tóc dài chải thuận, như thác nước rủ xuống trên vai, chiếu lấp lánh. Dưới ánh đèn, cố xanh xanh da thịt như tuyết, ướt sũng tóc đen rơi vào trên da thịt, chỉ có môi là mê người anh màu hồng, thấy nữ hầu đều có chút đỏ mặt. Cố xanh xanh cắn ống hút uống một ngụm tươi ép nước trái cây bổ sung nước, gương mặt bị nước nóng hung đến phấn nhào nhào, hài lòng giống con mèo. Cố xanh xanh lần trước muốn nữ hầu hầu hạ khi tắm, thẩm vọng mặt đen lên đem nữ hầu đuổi đi, còn nói nàng xa hoa dâm đảng. Cố xanh xanh nắm tay một đập mặt nước, ghét nhất thẩm vọng. Nữ hầu vô tội bị tung tóe một mặt nước. Phu nhân, ta. Ta theo không được sao. Cố xanh xanh bận biệu cho nàng lau lau mặt. Không, rất tốt. Ta rất nhớ ngươi à. Thẩm vọng vừa vào cửa chỉ nghe thấy lời này, bên tai nóng lên. Còn tưởng rằng nàng có thế sinh bao lâu khí, vừa quay đầu lại tới nũng nịu. Nói muốn nàng, quá buồn nôn, nói không nghĩ, tiểu quái vật sẽ không lại muốn khóc đi. Thẩm vọng đang do dự, lại nghe cố xanh xanh trầm bồng du dương. Còn có ngươi. Nhớ ngươi muốn chết. Phòng ngủ cùng cố xanh xanh trước khi rời đi giống nhau như đúc, ánh đèn nhu hòa sáng tỏ kinh tử giường lớn rộng rãi mềm mại, bày biện cố xanh xanh thích nhất nệm êm. Cố sanh sanh trên xe ngủ một giấc, tắm rửa qua liền lại tinh thần, tại trên giường lớn vừa đi vừa về lăn lộn, ôm chăn mền cùng nệm êm thâm tình tỏ tình. Cái ót bỗng nhiên bị đánh một cái, sung làm ám khí chính là một con ấn đầy tiểu hùng hoa văn eo đệm. Cố xanh xanh lần thứ nhất mua hàng online, liền vì thẩm vọng tỉ mỉ chọn lựa cái này eo đệm, 39. Chính còn bao bưu thẩm vọng một mực dùng đến, các loại con mắt có thế nhìn thấy, cũng đã dùng đã quen, thật cũng không ném. Cố sanh sanh bắt lấy eo đệm, nhìn lại, thẩm vọng đẩy xe lăn, cả người hàng khí tới gần nàng. Cố sanh sanh dơ lên eo đệm liền muốn đập hắn, nghĩ nghĩ, lại đổi một cái nệm êm đập tới. Thẩm vọng đưa tay liền tiếp được, nói với nàng. Cái kia cái đệm trả ta. Cố sanh sanh đem cái đệm về sau giấu. Dựa vào cái gì, đây là ta mua. Thẩm vọng lặng lẽ. Ngươi đưa cho ta, liền là của ta. Cố sanh sanh mở ra mang thù hình thức. Dù sao ngươi cũng không cần, ta đem nó ném đi. Lợi hại như vậy. Thẩm vọng ngược lại là cười, khí định thần nhàn hất cầm lên. Ngươi ném một cái ta xem một chút. Cố sanh sanh nắm lấy tiểu hùng nệm em nhìn một chút, tiểu hùng đáng yêu hắt đậu mắt thấy nàng, đến cùng không nở. Công miệng lên ngươi không muốn thì thôi vậy ta cầm đưa cho lão viên đinh thẩm vọng cả giận nói ai nói ta không muốn cố sanh sanh nói ngươi không phải để cho ta ném đi sao ngươi gấp cái gì ai gấp thẩm vọng lông mày thắt nút bắt lấy cố sanh sanh thủ đoạn đi lấy cái đệm cố sanh sanh cực nhanh đem cái đệm đổi được trên tay kia còn giấu đến phía sau đi thẩm vọng cười lạnh vặn lại nàng cánh tay liền muốn tách ra trở về cố sanh sanh dưới tình thế cấp bách một tay lấy nệm êm nhét vào váy ngủ cổ áo bên trong thẩm vọng cố sanh sanh dáng người yểu điệu thước tha tinh tế lúc này ngực bỗng nhiên nâng lên một đại đoàn nhìn xem phá lệ sắc tình cũng may váy nàng rộng rãi gối mềm rất nhanh liền rơi xuống đến trên bụng lần này nhìn xem khoảng chừng tháng năm mang thai linh cố sanh sanh không có cảm thấy có cái gì không đúng Ấn lấy gối mềm hướng thẩm vọng khiêu khích nói. Dù sao ngươi cũng không trân quý ta lễ vật, ta muốn thu hồi lại. Thẩm vọng tranh thủ thời gian hướng cố sanh sanh kiều diễm ướt ác trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nhiều mấy lần, tốt hòa tan đối nàng trí thông minh ghét bỏ. Như thế xem xét, đem hỏa khí cũng đã nhìn ra. Thẩm vọng chống đỡ bên giường tay vịn, chân phải dẫm ở mặt đất, đứng lên. Thẩm vọng rất cao màu đen thương vụ Âu Phục mang đến sau bình thường càng thêm mãnh liệt đánh vào thị giác, quý khí lăng lệ, khí thế khiếp người. Cố xanh xanh nhất thời lắc thần, bất quá một lát, cao lớn thân hình thoát một cái liền lớn người đè ép xuống. Cố xanh xanh rất vui vẻ vui, ông cổ của hắn nói. Ngươi có thế đứng lên. Thẩm vọng trên trán thấm lấy mồ hôi rịn, hô hấp hơi gấp rút, bị nàng động tác này làm cho đôi mắt ảm đạm. Cố sanh sanh lúc này mới nghĩ đến bản thân còn đang tức giận đâu, lập tức đem lấy tay về. Ngươi làm gì đè ép ta? Thẩm vọng hai tay chống tại cố sanh sanh bên mặt, tiếng nói hơi câm. Ngươi đem ta lễ vật giấu ở trong quần áo, là muốn ta tự tay đến hủy đi. Mới không phải. Cố sanh sanh ngây thơ cảm thấy một tia nguy hiểm, đứng lên liền chạy, lại bị bắt lại mắt cá chân, vặn một cái kéo một cái liền phù phù ngã vào trong chăn nàng phí công nắm lấy chăn mền, mắt cá chân bị đại lực kéo một cái, thân bất do kỹ về sau trượt. Thẩm vọng đẩy ra cố xanh xanh hai đầu gối, làm cho nàng hai chân tách ra, cuộn tại mình rắn chắc cái eo bên trên. Cố xanh xanh bay nhảy mấy lần, động tác này căn bản không làm gì được, ngược lại đem váy cỏ đến đi lên cuốn lên, lộ ra một đoạn trơn bóng non mịn bắp chân, tại dưới ánh đèn hiện ra oánh oánh ánh sáng. Thẩm vọng tiếng nói phát tâm ngươi có cầm hay không ra? Thẩm vọng nóng hổi hô hấp rơi ở trên mặt, cố xanh xanh gương mặt liền theo nóng bỏng, giống xoa nhẹ hai đoàn son phấn, chiếu đến tuyết da thịt trắng căn bản không thể nào che giấu. Nàng mạnh miệng nói. Chính ngươi cầm. Thẩm vọng đáy mắt đột nhiên nổi lên ánh sáng nóng rực, nhìn xuống. Hầu kết khẽ động. Đây là ngươi nói. Cố xanh xanh bị hắn thấy run rẩy, bắt đầu về sau chuyển. Ta nói đùa thẩm vọng một tay liền đem nàng hai tay chụp lên đỉnh đầu, giống dò xét con mồi bình thường ở trên người nàng liếc nhìn, tự hồ đang suy nghĩ như thế nào ngoạm ăn. Cố xanh xanh qua khóc thành tiếng. Thẩm vọng hừ lạnh. Tiết kiệm một chút khí lực, chờ một lúc gọi. Cố xanh xanh một giây im tiếng, méo miệng trừng hắn, con mắt ướt sủng, vừa ra đời mèo con giống như. Cố xanh xanh quấn tại xỏa tung viền ren viền rộng trong váy ngủ, càng lộ ra như thiên sứ thuần tịnh vô hạ thẩm vọng cùng với nàng nhìn nhau, bàn tay lớn liền có chút rơi không đi xuống. Muốn từ nàng cổ áo đi đến móc, thực sự có chút bất nhã. Nếu là từ váy đi lên sờ, thì càng bị ổi. Cố xanh xanh gặp thẩm vọng một cái đại thủ tại trước ngực mình vừa đi vừa về khoa tay, cổng quan mặt thần sắc lúc sáng lúc tối, cùng trong phim ảnh hái hoa tặc có thể liều một trận, dọa đến trung rẩy nói. Ta đem nệm êm trả lại cho ngươi vẫn không được sao. Ngươi buông ra ta, ta liền lấy ra tới cố sanh sanh thân bên trên tán phát lấy sau khi tắm đặc thù ấm hương da thịt trượt như dương chi ngọc thẩm vọng nhìn xem nàng rung động lông mi thực chất bên trong ác liệt bị câu đến ngo ngoe muốn động ngươi lấy ra ta liền đứng lên được cố sanh sanh giật giật ngón tay vậy ngươi đem tay của ta buông ra nhận sợ đến nhanh như vậy thẩm vọng thở sâu buông lỏng ra nàng Cố sanh sanh lập tức từ thẩm vọng trong ngực đứng lên, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tóc dài lộn xộn, như bị người hung hăng khi dễ giống như. Vừa bò dậy liền trừng thẩm vọng một chút. Thẩm vọng nhớ mày, cố sanh sanh tranh thủ thời gian quay lưng đi, thẩm vọng chỉ thấy được nàng mỏng manh lưng bên trên hai mảnh hồ điệp xương khẽ nhúc nhích, vô cùng khả ái. Cố sanh sanh từ cổ áo đem nệm êm móc ra, gương mặt có một chút đỏ, đem nó ném cho thẩm vọng thẩm vọng tiếp được nệm êm, mềm mại mảnh vải bông liệu che đến noãn noãn, nhìn không được ngửi ngửi. Cố xanh xanh mở to hai mắt. Ngươi làm gì? Làm gì nghe nó? Thẩm vọng lúc này mới ý thức được động tác của mình, hắn lúc đầu cảm thấy không có gì, nhưng nhìn lấy cố xanh xanh hoảng sợ dáng vẻ chính là một trận thẹn quá hóa giận. Cái này trên đệm đều là ngươi hương vị. Nào có cái gì hương vị, ta mới tắm rửa qua cố sanh sanh lập tức xù lông lên. Thẩm vọng bình tĩnh nói. Chính ngươi nghe. Cố sanh sanh tin là thật, lại gần ngửi ngửi, nhỏ nệm êm mỗi ngày đều tẩy, sạch sẽ mang theo hương khí. Nào có cái gì hương vị? Một cổ nải mùi vị. Thẩm vọng chặn ngang đem nàng ôm lấy, đều là ngươi cọ đi lên. Cố sanh sanh hiểu được, tức giận đến tại thẩm vọng trong ngực bay nhảy, cầm nắm tay nhỏ mảnh kích bộ ngực hắn cố sanh sanh những ngày này tại đoàn làm phim đập kịch, công phu quyền cước luyện tập đến không sai, chú ý đến thẩm vọng buồn bực khục vài tiếng, bắt lấy nàng hai cánh tay. Đủ rồi, lại đánh ta hoàng thủ. Đánh xong liền đừng nóng giận. Thẩm vọng phát giác được trong lời nói của mình ôn nhu, tiếng nói thấp xuống, lúng túng ngừng nói. Trong ngực cố sanh sanh gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lại là thiểm thiểm tỏa sáng, che một tầng màu nước, còn muốn giả trang ra một bộ tức giận biểu lộ ngươi còn biết ta đang tức giận nha. Muốn mạng. Thẩm vọng kéo căng lấy một chút kia thận trọng liền toàn sụp đổ, chắp mũi nhẹ nhàng cọ qua cố xanh xanh. Hiện tại còn khí sao? Cố xanh xanh có chút sợ nhột trốn về sau xuống, nàng lúc đầu không phải rất giận, bị thẩm vọng nhấc lên lại nhớ. Ngươi vừa rồi lại hung ta, còn đem ta bánh mít quy ném xuống. Ngươi còn khen tuyết nhi xinh đẹp. Thẩm vọng quyết định thật nhanh nói sang chuyện khác. Ngươi sờ sờ ta trong ngực là cái gì? Cố xanh xanh nháy mắt nhìn hắn, mong đợi đem bàn tay quá khứ. Thô sáp, cái gì nha? Thẩm vọng gầm thét. Đi lên sờ. Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này sẽ tăng thêm. Bình luận đưa 50 cái hồng bao tiểu học sinh cãi nhau. Lúc đầu muốn để vọng tử tiến thêm một bước, bất đắc dĩ hắn có mình ý nghĩ. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được A. Mẹ ruột nện bàn cảm tạ tại 2020 05-0901-28-41.2020 05-1116-19-40 Trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Sunan Cát Không biết gọi cái gì Giao ly phíp một cái Cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Minh mèo 2 không bình Lôi lôi 15 bình ta thích xem văn, đáng yêu rất khác, đỏ triều, cắt la một không bình, trà bảy, ni lít năm bình, lộ mít, bốn một năm không bảy năm không bốn, cắt hai bình, ngoan, nhỏ chanh, sơn quỷ không biết chữ, quỷ đèn, huyết nguyệt tu tiên nữ, hơi chi, gạo nếp nắm, nhỏ xinh đẹp a, à, thu thu, bốn hai tám bảy hai ba năm chín, trổ hết tài năng, ngự nhiễm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Hôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 57 Hôn Thẩm vọng gầm thét, đi lên sờ. Cố xanh xanh dơ lên hai đầu ngón tay, mắt hạnh nước trong vắt, ý tứ rõ ràng. Hung hai lần. Thẩm vọng nói. Ngươi làm sao càng ngày càng yếu ớt rồi cái này cũng gọi hung. Trước kia thẩm vọng đem cố xanh xanh đẩy tới giường, nàng cũng chỉ sẽ xoay người đứng lên, tiếp tục dán mình miêu miêu gọi. Hiện tại nói chuyện với nàng lớn tiếng một chút, cố xanh xanh đều có thể tức giận đến xù lông. Cố xanh xanh mắt hạnh trợn lên. Đúng nga, ngươi trước kia đối với ta càng hung. Thẩm vọng xoay người liền muốn ngồi xuống. Cố xanh xanh bận biểu nắm chặt hắn cà vạt. Ta còn không tìm được lễ vật đâu thẩm vọng bị ghìm đến sắc mặt xanh lét, đành phải quay lại đến. Buông tay. Cố xanh xanh buông ra cà vạt, hướng thẩm vọng trong ngực sờ soạn. Thẩm vọng eo kiên cố, lồng ngực rộng lớn, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được mạnh mẽ nhiệt độ, nắng ấm, cùng hắn người này lạnh lẽo khí chất hoàn toàn khác biệt. Thẩm vọng đè lại cố xanh xanh không an phận móng vuốt, trong mắt ẩn ẩn đốt hai đóa lửa. Ngươi có phải hay không là thiếu? Tìm tới á. Cố xanh san hoang hô lên, từ thẩm vọng Âu phục trong túi lấy ra cái tiểu xảo điểm tâm hộp. Eo nhỏ nhắn mềm mại một chiếc, liền từ thẩm vọng trong ngực lăn đi, tràn đầy phấn khởi nằm lì ở trên giường mở ra nhìn. Lớn chừng bàn tay điểm tâm hộp, vừa lúc bày bốn quả sắc thái lộng lẫy tiểu viên bánh, phấn nộn đáng yêu. Cố xanh xanh bưng lấy trái xem phải xem. Thật xinh đẹp, đây là cái gì điểm tâm? a h h h t t s v đức 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 cc vdp Ôn ondim c cc a à mời đến trước đây quan văn học nhìn chương mới nhất hoàn chỉnh chương tiết thẩm vọng chống đỡ cái tráng yên lặng điều chỉnh hô hấp không phải rất muốn để ý tới nàng cố sanh sanh liền meo 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 truy vấn ngươi xem một chút nha đây là cái gì thẩm vọng không thể làm gì khác hơn nhất lên mí mắt đã thấy cố sanh sanh ghé vào bên cạnh mình tuyết trắng bàn chân nhếch lên đến mềm mại váy tại eo ổ sụp đổ ra một cái mê người độ cong, rộng rãi cổ áo tới lui, vừa vặn lộ ra khẽ công tuyết trắng mềm mại. Thẩm vọng thàng giọng phun ra một câu ngoại văn. Ma! Cái gì? Cố xanh xanh dương mắt nhìn hắn. Thẩm vọng nói. Cái này điểm tâm gọi bánh macaron, nó còn có một cái tên. Cố xanh xanh nhất là cổ động, truy vấn. Kêu cái gì? Thiếu nữ. Năm chữ. Cắn chữ phá lệ mập mờ, cùng cực nóng ánh mắt rơi vào cố xanh xanh trước ngực, cách hơi mỏng vải vóc cũng bỗng đến nàng run rẩy. Cố xanh xanh mắt hạnh hơi mở, lập tức gương mặt ửng đỏ như túy, giơ tay liền hướng thẩm vọng trên mặt đẩy. Đăng đồ tử. Thẩm vọng một bên đầu, mềm mại, cực nóng môi liền rơi ở nàng lòng bàn tay, đúng như một nụ hôn. Hai người đều là khẽ giật mình. Cố xanh xanh vội vàng đem tay giấu đến phía sau, sóng mắt như túy mới sẽ không có điểm tâm gọi loại này danh tự thẩm vọng chống đỡ giường mạng mạng đứng dậy lạnh thấu xương mắt phượng thản nhiên đảo qua nàng bánh macaron cảm giác cùng thiếu nữ giống nhau như đúc cố hữu này xưng cố sanh sanh nhìn xem thẩm vọng chững chạc đàng hoàng biểu lộ nghĩ một hồi ngươi gạt ta thẩm vọng cởi xuống âu phục áo khoác ngồi vào trên xe lăn không tin mình sờ sờ cố sanh sanh cao mày nheo mắt nhìn thẩm vọng tiến vào phòng tắm, liền lặng lẽ quay lưng đi, sờ soạn một chút ngực của mình. Nào có loại này cảm giác điểm tâm. Phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ. Cố xanh xanh bỗng nhiên quay đầu đi, vừa lúc đối đầu thẩm vọng khóe môi chưa cởi ý cười. Đăng. Đồ. Tử. Cố xanh xanh tức giận ngồi ở trên giường, nhìn lấy trong tay đáng yêu bánh macaron, đều có chút hạ không được miệng vừa điện thoại di động tốt len ken vang lên, có tin tức mới. Là người đại diện gọi Cố Sanh Sanh phối hợp đoàn làm phim tuyên truyền, phát một đầu kinh doanh Weibo. Cố Sanh Sanh thật lâu không ra Weibo, nàng mỗi lần vừa mở ra Weibo liền bị liên tục không ngừng tin tức cùng tư tính chấn động đến tay run, đều tại trào nàng người xấu nhiều tác quái, hoặc là liền mắng nàng cá nhân liên quan tiếng tổ hủy, triều ca, nguyên tác. Ngày hôm nay cũng giống vậy đoàn làm phim phát một trương sở minh phù ảnh sân khấu cũng cố xanh xanh nàng một bộ hồng y tại tuyết lớn bên trong phóng ngựa mà tới hình tượng kết cấu cực đẹp thấy không rõ mặt lại là đập vào mặt phong hoa cùng kiêu ngạo bình luận bên trong có người sợ hãi tháng phục bức tranh này cũng quá đẹp ông đi làm giấy dán tường sở minh phù ta có thể ai diễn không tệ a à, cái này cưỡi ngựa tư thế xem xét chính là người trong nghề Triều ca, 10 năm lão phấn, nhìn cái này ảnh sân khấu cảm nhận, ta an tâm. Cố sanh sanh phát đầu này uầy bồ, chỉ phát hai chữ. Chờ mong. Rất nhanh, quan bác liền phát cố sanh sanh uầy bồ, tịch tuyết nhi cùng an hà theo sát phía sau, đoàn làm phim những người khác cũng phát. Lúc trước bình luận tiếng vọng khá tốt. Cố sanh sanh nhất chuyển phát, những cái kia chán ghét cố sanh sanh dân mạng giống con ruồi đổ máu, chen chút mà tới trong đó lấy cố vân yên phan hâm mộ cầm đầu mang theo cố xanh xanh hắc liêu cùng xấu đồ đồ triều ca tuyên truyền tất cả đứng đầu bình luận một lần lại một lần soát trên mạng tiết tấu rất dễ dàng mang rất nhiều người nhìn nóng bình liền đi theo thóa mạ vài câu giống như không tích cực liền không đủ để chứng minh chính nghĩa của mình cảm giác rất nhanh cùng đoàn làm phim mấy cái diễn viên liền đem phát cố xanh sanh, sanh ủy bộ xóa chỉ có tịch tuyết nhi cùng an hà không có xóa còn có một cái phao phao An Hà cùng Phao Phao bị phun đóng bình luận, Tịch Tuyết Nhi liền bình luận đều không liên quan, còn phát một trương mới tự chụp, góc 45 độ mài da cái dùi mặt loại kia, không kịp bản thân nàng một phần mười đẹp. Mấu chốt là nàng không chỉ có cho mình tu đồ, còn giúp An Hà cùng Cố Xanh Xanh cũng tu. Cố Xanh Xanh rung lập cập, tranh thủ thời gian phát tin tức để Tịch Tuyết Nhi đem những này đồ xóa. Đáng tiếc cái này đồ đã bị Cố Vân Yên Phan hâm mộ bảo tồn lại trở thành chế dễu cố xanh xanh mới tài liệu khó trách ảnh sân khấu muốn thả bóng lưng ngay mặt không dám gặp người a cái này cưỡi ngựa xem xét thì có bản lĩnh khẳng định là thế thân đi cố vân yên thế nhưng là tự thân lên trận treo dây cùng loại người này cùng một chỗ quay phim quá ủy khuất nguyên like tại studio đánh cố vân yên chính là nàng a đi lục soát một chút chính diện chiếu da nôn trương đạo khẩu vị quá nặng đi liền loại này chỉnh dung mặt cũng lặng. Những này lệ khí sâu nặng uây bồ, rất dễ dàng câu lên nguyên chủ cảm xúc. Cố xanh xanh thối lui ra khỏi uây bồ, cũng liền không nhìn thấy, triều ca, quan bác lại phát một trương mới ảnh sân khấu. Vừa lúc thẩm vọng ướt tóc, đẩy xe lăn ra, tiếp cận thân bên trên tán phát lấy một trận băng lãnh hơi nước. Hắn sắc mặt hơi tái, bờ môi lại dị thường đỏ, đôi mắt giống như hắc diệu thạch lóe lạnh lẽo cứng rắn thâm thúy ánh sáng cố sanh sanh lập tức liền đã quên mình còn đang tức giận sự tình viện thẩm vọng ngồi vào trên giường lại cầm khăn lông khô cho hắn xoa tóc giận trách trời lạnh như vậy ngươi tại sao có thể tẩy tắm nước lạnh sẽ cảm mạo thẩm vọng lắc lắc tóc ngắn lạnh buốt giọt nước tung tóe đến cố sanh sanh trên mặt khiếp mắt hưởng thụ bị ôm nhu lau tóc cảm giác cố sanh sanh dở trò xấu một trận vò loạn sau đó liền ríu rít kêu lên lỏng buông tay ta không dám. Thẩm vọng nắm vuốt cố sanh sanh phần gáy da, đem người theo trong ngực bóp một trận, ánh mắt rơi xuống điểm tâm trên cái hộp. Làm sao trả không ăn? Cố sanh sanh rất xoắn suýt mà nhìn xem những cái kia đáng yêu bánh macaron, mở ra cái khác mặt. Ta không đói bụng. Thẩm vọng lồng ngực chấn động, nói. Vậy liền ném đi. Không được. Cố sanh sanh vội vàng dương mắt, đối diện bên trên thẩm vọng giống như cười mà không phải cười đôi mắt, giờ mới hiểu được hắn lại đang tiêu khiển chính mình. Cố xanh xanh tức giận ngồi vào bên kia giường, nhặt lên một viên màu đỏ bánh macaron cắn miệng. Sát ngoài xốp giòn dị thường, vào miệng tan đi, thuộc về hạnh nhân phấn thản nhiên đắng hương cùng dâu tây vị dung hợp đến vừa đúng, nhuận mà không ẩm ướt. Cố xanh xanh phẩm phẩm bánh macaron phối phương, không có đề phòng điểm tâm bột phấn mất một giường, có nhân bên trong đỏ tươi dâu tây mức hoa quả dọc theo tim tay không chỉ hướng xuống trôi tại dưới ánh đèn nổi lên đặt dính ánh ngượng ánh sáng nàng mang mang nghiêng đầu liếm đi đỏ bừng cái lưỡi chợt lóe lên cố san san sợ thẩm vọng hung nàng làm bẩn giường bận bịu xoay người ngăn trở trên giường đơn điểm tâm bột phấn lại cùng thẩm vọng cực nóng lòng ngực đụng thẳng chẳng biết lúc nào thẩm vọng đã đến gần rồi nàng ánh mắt bình tĩnh rơi vào môi nàng cố xanh xanh chột dạ đem tiểu viên bánh dơ lên thẩm vọng bên môi. Ngươi ăn sao? Thẩm vọng há miệng, đem kia bị cắn qua một mụn điểm tâm nhỏ liền đầu ngón tay một khối ngậm trong cửa vào. Cố xanh xanh kêu một tiếng, bận biểu đem ngón tay từ thẩm vọng trong miệng rút ra, lại bị cắn đầu ngón tay. Nàng lông mi run rẩy, khẩn trương nói. Ngươi đừng cắn ta a. À. Nàng hung hăng cắn qua thẩm vọng mấy lần, sợ hắn trả thù lại, liền non âm thanh non khí cùng hắn giảng đạo lý. Tay ta chỉ đau, ngày mai sẽ không thể nấu cơm cho ngươi. Ô! Đầu ngón tay bị cứng trắng sắc bén răng nhọn mài mài, cuối cùng múc hạ đầu ngón tay, cố xanh xanh toàn thân run lên. Thẩm vọng liếm liếm môi, mắt sắc nặng nề nhìn qua cố xanh xanh. Tinh tế trắng mút đầu ngón tay ướt sủng địa, mang theo thiển thiển vết răng. Cố xanh xanh trồng mắt nhìn xem ngón tay của mình, nồng đậm lông mi lật úp che giấu một đôi linh động mắt hạnh. Nhìn không thấy cặp kia ngây thơ mắt, cố xanh xanh dung mạo bên trong lạnh cùng diễm liền hết sức chói mắt, như cái đắt đỏ búp bê hình người. Trong phòng ngủ không khí dần dần ấm lên. Tại loại này kỳ diệu mà có thể chịu được dư vị trong trầm mặt, cố xanh xanh lặng lẽ nhìn thẩm vọng một chút, sóng mắt tại rậm rạp lông mi tiếp theo tránh, đối đầu thẩm vọng ánh mắt cũng không biết tránh, cướp sủng mà nhìn xem hắn. Ánh mắt của hai người vừa chạm vào liền cuốn lên, hủy đi cũng hủy đi không ra. Cố xanh xanh trơ mắt nhìn xem thẩm vọng nhích lại gần mình, hắn áp sát quá gần, trên thân băng lãnh hơi nước bị quá cao nhiệt độ cơ thể bốc hơi hầu như không còn, đặc thù lãnh đạm hương khí vô khổng bất nhập xâm nhập nàng. Thô ráp lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua khóe môi, lây dính một chút đỏ tươi mức hoa quả, sau đó, đổi lại mềm mại môi. Sáng sớm đi ngang qua vườn hoa lúc, ông lấy ống tay áo kia một gốc sơ khai sắc vi, mang theo hạt sương cánh hoa nhẹ nhàng phất qua mu bàn tay, không hẹn mà gặp rung động. Cố xanh xanh mắt hạnh bên trong ngậm lấy ba ngàn thu thủy, sáng loáng phản chiếu ra một đôi tràn ngập mắt. Thẩm vọng có chút thối lui, che mắt của nàng. Loại thời điểm này, hẳn là nhắm mắt lại. Vì cái gì? Cố xanh xanh lông mi tại hắn trong lòng bàn tay rung động, giống khép lại một đôi hồ điệp. Thẩm vọng một lần nữa dán sát vào nàng mềm non môi, hàm hồ nói bởi vì đây là hôn chút ngủ ngon. Môi cùng môi nhẹ nhàng vừa chạm vào, chợt thối lui. Thẩm vọng mạng mạng thả tay xuống, cố sanh sanh một đôi mắt hạnh ướt sủng, ngây thơ lại trực bạch nhìn xem hắn. Nàng vô ý thức đưa tay đụng đụng môi. Lần trước, không phải như vậy thân. Thẩm vọng hầu kết khẽ nhúc nhích. Lần trước, cố sanh sanh nghiêng đầu một chút, có chút hoảng hốt. Tại suối nước nóng thời điểm, hôn chút ngủ ngon, có vương đầu lưỡi. Thẩm vọng mở to mắt liếc nhìn nàng một cái. Trên người hắn tầng kia quý khí lạnh lùng sắc bị đánh vỡ, lộ ra một loại cùng thường ngày khác lạ giả mang ánh lửa. Một cổ nguy hiểm cùng ẩn ẩn tê giải xúc cảm từ đầu dây thần kinh bay thẳng não làm, cố sanh sanh tim đập loạn, thật giống như bị mảnh thú to lớn cắn ít hầu. Không đợi nàng lui lại, liền bị bàn tay lớn giữ lại phần gáy, không dung né tránh. Thẩm vọng đè lại hắn con mồi, đem kia chua ngọt, dinh dính mức hoa quả, kẹo đường phấn, từng cái liếm láp sạch sẽ, quyển trong cửa vào. Cố xanh xanh một đôi mắt hạnh ước sủng nhìn xem hắn, thẳng đến hắn rốt cục nới lỏng miệng. Thẩm vọng hô hấp dồn dập, nhịp tim như sấm, cùng cố xanh xanh chóp mũi chống đỡ. Là loại này sao? Tác giả có lời muốn nói. Viết một chương này sửa lại rất lâu, vọng tể, học một ít sát vách tam ca đi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đừng tô hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Còn muốn còn thân hơn? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 58 Còn muốn còn thân hơn cố sanh sanh hô hấp hơi gấp rút, thơm ngọt thổ tức rơi vào thẩm vọng trên môi ta ta nhớ không rõ là mộng đến thẩm vọng thấp thấp nở nụ cười trong lòng ngực tựa như ẩn giấu một khung đàn ốc găng dễ nghe gấp ta giúp ngươi nhớ tới thế là thẩm vọng lại một lần nữa đem môi chụp lên ban cố xanh xanh sâu hơn ký ức cố xanh xanh môi nếm đứng lên là ngọt giống trơn mềm pudding, lại như sơ nở hoa cánh thẩm vọng đem kia một chút đáng yêu môi châu ngậm trong miệng tinh tế mút hôn anh màu hồng môi dần dần biến đỏ kiều diễm ước ác. Cố xanh xanh lông mi run rẩy, bất tri bất giác vương tay vòng lấy thẩm vọng cánh tay, trong lòng say say nhưng giống như tạo nên đu dây, bỗng nhiên bay đến chỗ cao nhất, lại đẳng xuống dưới, không có rơi vào, chỉ có thẩm vọng khoan hậu kiên cố vai là duy nhất dựa vào. Hai người đều lạnh nhạt cực kỳ, thẩm vọng rất nhanh liền vô sự tự thông, cao thẳng chấp mũi nhẹ nhàng cọ lấy cố xanh xanh, thấp giọng dụ hống. Há mồm. Trong phòng ngủ an tỉnh lại, chỉ mơ hồ nghe thấy nhỏ bé tiếng nước. Các loại cố xanh xanh lấy lại tinh thần lúc, hai người đã lăn ngã xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp cuốn dao. Cố xanh xanh lâm vào mềm mại yếu đuối trong chăn, thẩm vọng trên thân đặc thù lãnh đạm hương khí cùng nhiệt độ cuốn tới, vô khổng bất nhập xâm nhập nàng giác quan. Viêm dương chi khí tuôn ra nhập thể nội, cố xanh xanh chưa hề cảm thấy linh khí như thế dồi dào, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nguyên lai like hôn cảm giác dạng này mỹ diệu. Cố xanh xanh ngón chân không tự chủ cùng mình đứng lên, tại mềm mại trên giường đơn nhẹ nhàng cọ động. Hết lần này tới lần khác thẩm vọng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai người cánh môi tách ra lúc phát ra, ba, một tiếng, gọi người tai nóng. Thẩm vọng quả đen tóc ngắn nổi lên triều ý, trầm thấp thở hào hển, đáy mắt cuồn cuộn lấy cố xanh xanh xem không hiểu cảm xúc. Cố xanh xanh có chút không vui, tinh tế ngón tay vùi sâu vào hắn trong tóc làm càng vò rối. Thẩm vọng theo động tác của nàng đưa mắt lên nhìn, lộn xộn tóc trắng sau là một đôi tối như mực mặt mày, mồ hôi dọc theo lạnh da thịt trắng hướng xuống lăn, chỉ có môi là đỏ, có loại sát khí đằng đằng diễm sắc. Cố xanh xanh khóe mắt hiện phấn, dùng thẩm vọng nhất không cách nào kháng cự, nải thanh nải khí giọng điều gọi. Thẩm vọng. Thẩm vọng thấp giọng đáp lại. Ân. Ừ. Thẩm vọng cố sanh sanh chân dài ôm lấy thẩm vọng sau lưng, dùng một loại cậy sủng mà kêu tư thái ngẩn mặt, còn muốn thân. Thẩm vọng đáy mắt có cái gì ầm vang sụp đổ. Hai người lại hôn một lần. Lần này, cố sanh sanh có chút không thở nổi. Nếu như nói vừa mới hôn là nhảy dây, lần này chính là trên biển nhất lên cuồng phong sóng lớn, nàng là đỉnh sóng một chiếc thuyền con, cơ hồ muốn bị xé nát. Lại hôn đi, liền muốn khóa văng cố sanh sanh không thở nổi rồi, miệng cũng bắt đầu đau, liền đẩy thẩm vọng bả vai. Có thế nàng vượt đẩy, thẩm vọng động tác liền vượt hung ác, muốn đem nàng từng miếng từng miếng một mà ăn vào trong bụng giống như. Cố sanh sanh cái lưỡi rung lên, mập mờ dãy dụa nói. Ngừng, không hôn. Nam nhân tại cái này khẩn yếu quan đầu, cái nào có thế dừng lại. Thẩm vọng chưa từng là cấm dục người, mấy tháng này cố sanh sanh ngày ngày cuốn lấy hắn trêu chọc, bây giờ rốt cục có thế nếm bên trên một ngụm, đâu chịu bỏ qua. Cố xanh xanh phát ra muốn khóc giống như nghẹn ngào, cố gắng rút tay ra cổ tay. Hôm chút ngủ ngon hôn xong liền buồn ngủ. Nàng cái này yếu ớt dãy dùa, trừ lửa cháy đổ thêm dầu cũng không cái khác tác dụng, thẩm vọng giống như cười mà không cười nói. Vâng, cái này ngủ ngươi. Cố xanh xanh gương mặt đỏ bừng, cả giận nói. Ta nghe hiểu được, ngươi tại chiếm ta tiện nghi thẩm vọng kinh ngạc nói. Biến thông minh. Lần này cố sanh sanh thật là tức giận, lắc đầu vẫy đuôi nhào lên. Thả ta ra thả ta ra. Thẩm vọng bị cọ đến hỏa tinh loạn tuế, không ngừng hôn lên cố sanh sanh trên gương mặt, dùng chóp mũi cọ nàng, mê người tiếng nói có thể đem thánh nữ cũng kéo xuống tế đàn. Đừng sợ, sẽ không làm đau ngươi. Cố sanh sanh không chịu nghe, né tránh hét lên. Ta muốn cắn người thẩm vọng chỉ là cười lồng ngực chấn động ngươi cắn thế là cố xanh xanh tại thẩm vọng đem đầu lưỡi thân lúc đi vào một ngụm cắn thẩm vọng toàn thân chấn động trong miệng có mùi máu tươi tràn ngập ra mảnh thú đổ máu càng thêm kích phát hung tính hắn mắt phượng ẩn ẩn phím hồng càng thêm dùng sức ngăn chặn cố xanh xanh hai tay ánh mắt từng tất từng tất thổi qua nàng trắng nõn da thịt cùng yên môi đỏ thẩm vọng mặt lạnh lấy lúc nhìn xem rất đáng sợ cố sanh sanh đánh đòn phủ đầu, miệng công lên liền muốn khóc. Bị cắn chính là ta, ngươi khóc cái gì? Thẩm vọng không còn dám hung nàng lần thứ ba, phiền muộn không chịu nổi đem mặt vùi vào cố sanh sanh lạnh buốt mùi thơm ngào ngạt trong tóc, hít một hơi thật sâu. Cố sanh sanh gặp thẩm vọng không có muốn tức giận ý tứ, liền lý trực khí tráng nói. Là ngươi để cho ta cắn. Thẩm vọng nặng nề đè ép cố sanh sanh, hơi nóng mạnh mẽ ta để ngươi cắn ngươi liền cắn bình thường để ngươi ngoan làm sao không ngoan ngày hôm nay không cắn cố sanh sanh khoe mẻ địa đạo lại đẩy thẩm vọng ta thở không ra hơi ngươi tốt nặng a à, cấn người cố sanh sanh mỗi nói một câu thẩm vọng hô hấp liền nặng nề một phần hắn buông ra cố sanh sanh thủ đoạn đem nàng toàn bộ kéo bực bội mà nói ngậm miệng để cho ta ôm một hồi cố xanh xanh cầm đầu nhẹ nhàng đụng thẩm vọng cái cầm, lại ôm lấy hắn cánh tay. Khi không cho phép ngươi sờ loạn. Thẩm vọng, suyệt tâm thanh, cố xanh xanh liền ngoan ngoãn im lặng, linh động đôi mắt chuyển động, nhìn chầm chầm thẩm vọng hình dạng rõ ràng hầu kết. Trong phòng ngủ ánh đèn dập tắt, chỉ có xuyên thấu qua màn cửa khe hở rơi vào bên giường trên sàn nhà ánh trăng, yên lặng đến có thể nghe thấy tuyết lạc thanh âm, thẩm vọng hô hấp nặng nề. Sau một lát, cố xanh xanh nhỏ giọng gọi. Tay lấy ra. Trên giường lớn vải vóc tất tiếng sột soạt tốt ma sát, chân giường kẹt kẹt. Lại sau một lát, ba, một tiếng vang giòn, rốt cục an tĩnh xuống. Cố xanh xanh tại đoàn làm phim những ngày này quả thực mệt nhọc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nải phiêu đều cởi chút, càng phát ra nổi bật ra dung mạo bên trong đậm rực rỡ. Thần quan bên trong, nàng một thanh tơ lụa tóc dài uống lượng tảng mát bên gối, má đào hiện phấn, cánh môi có chút tách ra, giống đang chờ một cái hôn. Thẩm vọng tỉnh tỉnh nhìn kỹ nàng, mỗi một lần trông thấy cố xanh xanh, đều sẽ một lần nữa bị kinh diễm một lần. Thẩm đình xâm đến tột cùng trúng cái gì tà, mới có thể đem cố xanh xanh chấp tay nhường cho. Không. Hẳn là hỏi, cố xanh xanh là trúng cái gì tà, mới có thể đắng đuổi theo thẩm đình xâm mà không thể được. Thẩm vọng trong mắt, nhìn qua cố xanh xanh không có chút nào phòng bị ngủ nhang, trong mắt nổi lên ai cũng xem không hiểu cảm xúc. Tại thẩm vọng nhìn chăm chú, cố xanh xanh xoạch một chút miệng, phấn nộn khóe môi treo lên một tia khả nghi ống ánh. Sau đó, nàng mười phần tự nhiên dán lên thẩm vọng màu xanh đậm tơ chất áo ngủ, cọ sát. Thẩm vọng tim mây đen tán đi, biến thành thái dương thình thịt trực nhảy gân xanh cùng ghét bỏ. Đến cùng không có đem nàng đẩy tới giường, chỉ là cho hả giận tại trên miệng hôn một cái. Lại hương vừa mềm, thế là lại hôn một cái. Đồng hồ báo thức nhẹ nhàng chấn động. Thẩm vọng thở sâu, khắc chế mà đem cố xanh xanh dắt mình cổ áo tay gỡ ra, ai ngờ khẽ động, cố xanh xanh liền lẩm bẩm đứng lên, bạch tuộc giống như đem hắn quấn càng chặt hơn. Thẩm vọng có chút bất đắc dĩ nhìn xem ngủ thiếp đi cũng muốn quấn người cố xanh xanh. Thẩm vọng xưa nay tự chế, khôi phục khỏe mạnh sau này ngày sáng sớm, lôi đánh không lầm. Hắn tai nạn xe cổ sau nằm nửa năm, ngược lại để trong công ty yêu ma quỷ quái hết thể hiện hình hắn một lần nữa tiếp quản thẩm thị còn có thật nhiều sự tình phải xử lý huống chi hắn còn có mặt khác dự định thẩm vọng nhẹ nhàng đem một cái gối nhét vào cố xanh xanh trong ngực gối ôm mềm mại yếu đuối cái nào bị kịp được thẩm vọng trong ngực ấm áp kiên cố cố xanh xanh lại lẩm bẩm một tiếng thẩm vọng đành phải đem gối ôm bỏ qua ông cố xanh xanh vuốt ve mèo giống như một chút một chút theo nàng tơ lụa tóc dài cố xanh xanh lông mày dần dần giãn ra, lại ngọt ngào ngủ thiếp đi. Thẩm vọng khóe môi nhẹ câu, sinh ra một tia bị mèo con nhận chủ cảm giác thỏa mãn. Những ngày này cố xanh xanh không ở bên người, hắn lại bắt đầu mất ngủ, dứt khoát thức đêm làm việc. Tính toán ra, chỉ có đêm qua ngủ được tốt nhất. Thẩm vọng dứt khoát nhắm mắt lại, ông cố xanh xanh một lần nữa ngủ rồi. Cái này một giấc liền ngủ quên thẩm vọng là bị một trận răng rắc răng rắc thanh âm đánh thức, hắn còn không có mở mắt ra, trước hết ngửi thấy một cổ hương khí. Cố xanh xanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đang dùng cái kìm kẹp hạch đào. Ánh mắt của nàng vào xem lấy nhìn trong điện thoại di động video, răng rắc một chút, hạch đào liền sát mang nhân đều kẹp nát. Cố xanh xanh liền đem hạch đào nhân móc ra ngoài, ném vào trong miệng, mới mẻ sung mãn lớn hạch đào nhân giòn giòn, nhai đến miệng đầy thơm ngọt nàng thỏa mãn tả diêu hữu hoảng bị video chọc cho cười không ngừng sau lưng nệm lắc lư cố sanh sanh quay đầu lại gặp thẩm vọng tỉnh liền nói ngươi làm sao mới tỉnh nha thẩm vọng vén chăn lên ngồi xuống thản nhiên nói ta sáng sớm dậy là ai ông ta không cho ta lên cố sanh sanh căn bản không nhớ rõ lẽ thẳng khí hùng ta không biết thẩm vọng bấm tay tại nàng trên trán gãy một cái chống đỡ dưới lan can giường. Cố xanh xanh bận biểu chân trần xuống giường, ban thẩm vọng đem xe lăn đẩy đi tới. Thẩm vọng gặp nàng trắng bốc một đôi chân đạp ở lông dài trên mặt thảm, liền nói. Hồi trên giường đi. Bị cảm mặt kệ ngươi. Cố xanh xanh an vị về bên giường đung đưa chân, dối trá mà nói. Không cần ta ban bận biểu sao. Thẩm vọng nghệ nàng một chút. Những ngày này ngươi giúp qua một chút. Thẩm Vọng bây giờ trên người có khí lực, chân phải cũng có thể có chút dùng lực, trên dưới giường đi toilet những sự tình này chính mình cũng có thể làm được. Hắn trời sinh tính mạnh hơn, trừ Cố San San bên ngoài, đã không cần người bên ngoài giúp đỡ. Huống chi, hiện tại Thẩm Vọng thị lực khôi phục, đi toilet cùng tắm rửa loại sự tình này, Cố San San liền xấu hổ, không muốn giúp hắn. Cố San San cùng Thẩm Vọng nghĩ đến một chỗ, bên tai đỏ lên liền bỏ qua một bên đầu không để ý tới hắn. Thẩm Vọng đi toilet giải quyết sinh lý nhu cầu, lại mở vòi bông sen rửa mặt một phen, nhẹ nhàng thoải mái ra. Cố San San cầm cái kìm, còn đang ấp úng ấp úng kẹp hạch đào. Thẩm Vọng nói: "Ngươi đang làm cái gì?" Cố San San tràn đầy phấn khởi nói: "Ta lột hạch đào nhân, chuẩn bị làm hổ phách hạch đào." Thẩm Vọng bất đắc dĩ: "Ta nói là Loại sự tình này làm sao không giao cho người hầu làm. Đây là đưa cho Gia Gia. Cố sanh sanh quay đầu, nhìn xem thẩm vọng biểu lộ, hừ hừ lên. 30 Tết muốn đi cho Gia Gia chúc Tết, ngươi không biết sao. Thẩm vọng tự nhiên là biết đến, chỉ là không biết hổ phách hạch đào cũng có thể làm lễ vật. Thẩm vọng ánh mắt rơi vào thả hạch đào nhân bác sứ bên trong, dùng con mắt đều đếm rõ được. Dự định làm mấy khỏa còn không phải cái này cái kìm quá khó dùng cố xanh xanh hướng thẩm vọng cáo trạng giống như vương tay tuyết trắng non miệng lòng bàn tay bị cái kìm ép ra một chút dấu đỏ thẩm vọng tại bàn tay nàng bên trên nhẹ nhàng vỗ tại cố xanh xanh miêu miêu kêu to trước đó ngăn chặn miệng của nàng thẩm vọng lúc này lướt qua liền thôi đây là sáng sớm tốt lành hôn cố xanh xanh ngơ ngác như bị nắm phần gáy da mèo con thẩm vọng người không việc gì từ trong giỏ sách bắt lấy mấy khỏa hạch đào, bàn tay lớn bóp, đưa đến cố xanh xanh trước mắt. Hạch đào sát từng mảnh vỡ vụn. Cố xanh xanh hổ khu chấn động, nhỏ tính tình toàn nuốt xuống, nhúc nhát mắt nhìn thẩm vọng. Thẩm vọng thận trọng hất cầm lên, để bàn tay hướng phía trước đưa tới. Cầm. Cố xanh xanh cẩn thận từng ly từng tí lay mở hạch đào sát, đem mấy khỏa hoàn chỉnh hạch đào nhân nhặt ra, còn đem một viên lớn nhất đưa đến thẩm vọng trong miệng thẩm vọng bị hầu hạ đến kia là tương đương hài lòng, một bên ken két ban cố xanh xanh bóp hạch đào nhân, vừa nói. Làm sao ngươi biết muốn về nhà cũ ăn Tết? Gia Gia nói cho ta biết nha. Cố xanh xanh lại chấn hưng, đem chân gác ở thẩm vọng trên đùi sưởi ấm, ta đặc biệt hỏi Gia Gia thích ăn cái gì điểm tâm, Gia Gia nói thích ăn hổ phách hạch đào. Thẩm vọng hững hờ. Lão gia tử còn có răng A. Cố xanh xanh giận trách bất kính trưởng bối cách không được gia gia nói ngươi tính tình xấu là tên tiểu tử thúi thẩm vọng răng rắc bóp nát một thanh hạch đào giống như cười mà không phải cười cùng gia gia trò chuyện thật nhiều còn nói ta cái gì nói ngươi từ nhỏ liền đặc biệt thông minh là cái thương nghiệp kỳ tài cùng thế hệ kiều sở đặc biệt cho gia gia mặt dài cố sanh sanh đê mi thuận nhãn thẩm vọng đem hạch đào nhân ném vào trong chén Tai to mặt lớn hạch đào nhân chất thành tràn đầy một bát. Đủ rồi sao? Đủ rồi. Cố San San mắt hạnh sáng lóng lánh nói, "Thẩm vọng thật là lợi hại." Thẩm vọng thận trọng đưa tay, Cố San San vội vàng hai tay đưa lên khăn tay. Hắn đem ngón tay lau sạch sẽ, nói, "Đói bụng." Cố San San cười nói, "Cháo cũng nên nấu xong, ta đẩy ngươi xuống lầu ăn." Tại gian phòng ăn, xuống lầu phơi phơi nắng nha không phơi đi rồi đi rồi theo ngươi tác giả có lời muốn nói chi tiết phải cẩn thận tìm kiếm vọng tể bóp chặt lấy hạch đào nhân cưỡng ngực chờ lấy khích lệ xanh xanh mèo con sợ hãi di gờ đêm nay còn có một canh phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Hai cái hộp sớt, đổi mới lại nhìn, có hồng bao. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 59 Hai cái hộp sớt, đổi mới lại nhìn, có hồng bao. Cố xanh xanh đẩy thẩm vọng xuống lầu ăn điểm tâm. Ngày hôm nay ánh nắng rất tốt, hai người uống chén cháo, một khối trong sân phơi nắng tản bộ. Trong hoa viên các thực vật bị lão viên đinh chăm sóc đến xanh ung um tươi tốt, các loại hoa hồng mở kiều diễm ướt át. Cố xanh xanh bóp một đóa hoa hồng trâm tại bên tóc mai, khoe khoang cho thẩm vọng nhìn. Xem được không? Thẩm vọng dương mắt nhìn nàng, đỏ tươi như máu hoa hồng chiếu đến tuyết da thịt trắng, quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa. Hắn ngoắt ngón tay, cố xanh xanh ngoan ngoãn cuối người. Thế nào? Thẩm vọng đem kia đóa hoa hồng điều chỉnh một chút, lòng bàn tay phất qua nàng trơn bóng cái trán lại rơi vào nàng độc đáo trên búi tóc. Cái này búi tóc ai cho ngươi chải? Chính ta chải. Cố xanh xanh đắc ý nghiêng đầu. Cố xanh xanh một đầu tóc đen như vân, bốc lên mấy sợi tập kết búi tóc, chỉ dùng một viên tiểu tiểu trân châu kẹp tóc cố định, rất có cổ vận. Thẩm vọng thản nhiên nói. Rất đẹp. Nói ta sao? Cố xanh xanh mừng rỡ quay đầu. Thẩm vọng nói nói hoa. Cố xanh xanh tức giận lấy xuống hoa, nhét vào thẩm vọng trên mặt. Thẩm vọng đón lấy hoa, đặt ở bên môi nhẹ nhàng khẽ ngửi, đáy mắt hiện lên ranh mảnh ý cười. Cố xanh xanh cả giận. Không để ý tới ngươi. Ta muốn đi làm cơm trưa. Thẩm vọng cũng phải xử lý một chút công sự, liền gật gật đầu. Cơm trưa ăn kẹo giấm cá. Cố xanh xanh hai tay khoanh. Ngày hôm nay ngươi không có điểm bữa ăn tư cách được ngươi làm cái gì ta ăn cái gì thẩm vọng khóe môi nhất câu cố sanh sanh bị hắn không theo kịch bản ra bài khiến cho sững sờ cẩn thận mỗi bước đi đi luôn cảm thấy thẩm vọng là lạ mấy ngày nay thẩm vọng dễ nói chuyện đến quá phận đối nàng cũng đặc biệt tốt cho đến nay chỉ bóp qua nàng ba lần có lúc trời tối cố sanh sanh uống nhiều quá sữa bò trong đêm đứng lên đi toilet khi trở về không cẩn thận đạp thẩm vọng một cước một cước kia dẫm đến rất tất, nghĩ đến hỉ nộ không lộ thẩm vọng cả người đều bắn lên, sắc mặt tái xanh. Cố xanh xanh lúc ấy liền sợ choáng váng. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Thẩm vọng che lấy chăn mền, chết sống không cho cố xanh xanh kiểm tra miệng vết thương của hắn, từ hắn thái dương mồ hôi rịn cùng trên mu bàn tay bạo khởi gân xanh đến xem, thực sự đau đến không nhẹ. Hơn nửa ngày, hắn mới chỉ vào cố xanh xanh, cắn răng nghiến lợi lại lộ ra một tia suy yếu ngươi cái này cố xanh xanh khóc chíp chíp mà đem mặt đụng lên đi ngươi điểm nhẹ bóp thẩm vọng bàn tay lớn nắm cố xanh xanh mềm mặt non nớt gò má đến cùng không có bóp xuống dưới chỉ đem nàng bóp một trận cái này phải đặt ở lúc trước mặt cũng phải bị hắn bóp sưng không thể cố xanh xanh sờ lấy mặt mình có chút nóng lên lý tẩu lại gần phu nhân chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy a à? cố sanh sanh lấy lại tinh thần ta cười sao ta nào có cười a à? lý tẩu nhìn cười nói không có không có buổi trưa hôm nay chuẩn bị cá là phải làm giấm đường cá sao cố sanh sanh biểu môi một cái không làm cá lý tẩu nhìn mặt mà nói chuyện nói có thế tiên sinh thích ăn a à? vài ngày trước phu nhân không ở nhà đầu bếp làm giấm đường cá cùng hải sản, tiên sinh đều không chút động, nói không có phu nhân làm ăn ngon. Hắn mới sẽ không như vậy nói sao. Cố xanh xanh đem đầu ngang đến cao cao, khóe mắt đuôi lông mày đều giấu không được đắc ý sức lực. Lý tẩu kém chút không nín được. Tiên sinh luôn luôn ý tứ như vậy. Ai không biết tiên sinh nhất nhớ nhung phu nhân, hôm qua để làm việc đi đón ngài, còn đặc biệt muốn đầu bếp làm một hộp điểm tâm mang cho ngài ăn. Cố xanh xanh đẩy Lý Tẩu ra ngoài. Được rồi, được rồi, ta muốn nấu cơm. Các loại Lý Tẩu vừa đi ra ngoài, Cố xanh xanh liền bưng lấy mặt, nguyên địa nhảy nhóc mấy lần. Thế nhưng là nói xong không làm cá, nàng mới sẽ không nuốt lời. Cố xanh xanh từ trong tủ lạnh lấy ra tươi cá mực. Vượng tử không nghe lời, lại lo dìm nha. Ba chén gạo nếp cùng gạo trắng hỗn hợp thanh tẩy về sau, đổ vào xinh đánh, dầu hào cùng rượu gia vị gia vị lạp xưởng, cà rốt, nấm hương cắt đinh, lẫn vào gạo bên trong quấy đều, thêm nước, dập cái nồi cơm. Mới mẻ cá mực rút mất xương cốt cùng nội tạng, đem mặt ngoài một tầng trong suốt da xé toan, chen rơi con mắt. Sáng nay vừa đánh bắt mới mẻ cá mực cũng không quá lớn mùi tanh, chất thịt tuyết trắng. Ta đã đoán, tiểu tiên nữ phải làm cơm độn mực nang. Cái này cơm gần nhất cốt lửa, ta còn muốn lấy đi nổi tiếng trên mạng, võng hồng, cửa hàng đánh tạp đâu. Hiện tại có thể đi theo tiểu tiên nữ làm, ta học xong. Trời trong xanh, mưa tạnh, ngươi lại cảm thấy ngươi đi trên lầu một. Cái này là ảo giác, ngươi sẽ không cố xanh xanh cười nói. Cái này hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Chỉ muốn nắm giữ tốt gia vị tỷ lệ là được rồi, nghiêm túc nhìn ta làm. Chủ bá ngày hôm nay thanh âm đặc biệt ngọt, các ngươi có phát hiện hay không? Phát hiện, bước chân đều phá lệ nhẹ nhàng a à, có phải là yêu đương không có a à. cố xanh xanh thề thốt phủ nhận mưa đạn lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút gặp cố xanh xanh gấp lập tức dồn dập ồn ào quả nhiên có biến a à. phủ nhận đến nhanh như vậy khẳng định là chột dạ Ô ô ô ô, ô, ô tiểu tiên nữ là của ta mụ mụ không cho phép a à. là ai ủi nhà ta cải trắng trong màn đạn người xem bình thường liền thích trêu chọc cố xanh xanh cũng có đòn khiên tinh mắng chửi người cố xanh xanh chưa bao giờ coi là thật qua nhưng hôm nay không biết tại sao liền đặc biệt đỏ mặt dứt khoát cúi đầu xuống không nhìn vừa vặn cơm chưng tốt cố xanh xanh mở ra nồi cơm điện Chưng tốt cơm hiện lên nhàn nhạt màu nâu đánh tan sau bóng loáng óng ánh khỏa khỏa rõ ràng cơm hấp hơi sau so bình thường cứng một chút cảm giác sẽ tốt hơn hiện tại đem nó nhét vào cá mực bên trong cố xanh xanh bắt lấy trơn mực cá mực đào lên cơm điền vào cá mực trong bụng lấp đầy sử dụng sau này cây tâm đóng kín cái chảo xoát dầu đốt nóng về sau đem cá mực để vào trong nồi cái nồi chậm sắc đợi đến cá mực nhan sắc trở nên kim hoàng thịnh ra đặt ở trên thớt cắt thành từng mảnh từng mảnh để vào trong mâm cố xanh xanh tẩy qua tay cầm lấy một con cái nồi gia nhập dầu hào cùng nước tiểu hỏa nấu mỡ đổ vào lại xâm nhập nước chanh cuối cùng gia nhập nước tinh bột các loại khiếm nước đậm đặc sau liền tưới vào cá mực bên trên. Cá mực kim hoàng, khiếm nước nồng đậm, tản ra nóng hổi sương mù, chỉ là nhìn xem liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Mưa đạn xoát đến nhanh chóng, các loại tiểu lễ vật cùng dịch dinh dưỡng càng là khen thưởng không ngừng. Cố xanh xanh trên thân một vệt kim quang thoáng qua đã biến mất, nàng mừng rỡ. Sáng nay đứng lên, nàng linh hạch giống như bị linh dược rèn luyện qua, trở nên hết sức vững chắc đại lượng tu vi tràn vào cũng có thể bị thu nạp dùng thế giới này thuyết pháp linh hạch tựa như một cái bình ác quy cố sanh sanh lúc trước linh hạch yếu ớt mỗi lần chỉ có thể bảo tồn một chút điện lực quá nhiều thì có bắn nổ nguy hiểm mà nàng hiện tại linh hạch liền bị khuếch trương cho thăng cấp có thể một lần tồn trữ đại lượng điện lực cố sanh sanh mừng rỡ trong lòng dạng này nàng cũng không cần mỗi lần đạt được một chút linh khí liền tranh thủ thời gian độ cho thẩm vọng huống chi, nàng còn trông coi thẩm vọng dạng này một cái năng lượng mặt trời, có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung linh lực. Cố sanh sanh vận khí tốt còn không có kết thúc. Tịch tuyết nhi cho nàng gọi điện thoại, hàng cả giọng. Nhìn hót xớt. Cố sanh sanh giật mình. Ta lại bị đen. Không phải. Ngươi mau nhìn, mau nhìn. Tịch tuyết nhi thét lên. Cố sanh sanh mở ra ủy bộ, Kém chút bị bạo tạc thức tràn vào tin tức nhắc nhở đưa di động chen bể. Điểm khai vừa mở, họp sớt bên trên, sở minh phù, đằng sau theo cái, bạo. Sự tình nguyên nhân gây ra là triều ca, quan bác phát một trương ảnh sân khấu. Cố xanh xanh một bộ áo đỏ, cử tại cao lớn bạch mã bên trên, bối cảnh là mênh mông tuyết lớn, nàng tóc đen phi dương, có chút nheo lại mắt nhìn lấy ống kính, mắt hạnh quan hoa lưu chuyển. Hiện đại đồ thủ đoạn đạt được doanh doanh hoa thịnh chỗ lại như thế nào cũng tu không ra mạch này mạch trong mắt sống. Huống chi tấm hình này rõ ràng đến lông mi đều mảy may tất hiện, trên bức tranh thiếu nữ da thịt trắng nõn đến nổi lên mông lung vần sáng, cứ thế tìm không ra một tia tì vết. Tấm hình này phát ra sau nửa giờ, phát lượng liền đạt đến hơn 10.000. Lại bị khứu giác linh mẫn marketing hào đại lượng phát, ngắn ngủi trong vòng một đêm, phát lượng cùng bình luận liền đạt đến mấy trăm ngàn. Triều ca quầy bộ là biên kịch đang xử lý, Tối hôm qua cũng là giận bọn nhổ nước bọt chửi loạn nhân tài phát tấm hình này, bị tức giận phát xong sau liền đi ngủ. Ai ngờ sáng sớm dậy, liền trực tiếp lên hot search. Bình luận cùng phát bên trong nhiều nhất câu nói đầu tiên là Đây là ai? Ta muốn phấn nàng. Triều ca đám fan hâm mộ càng là mắt choáng váng, giống như trên trời rơi xuống sổ số. Sở Minh Phù phấn sợ thành nhất người thắng lớn. Ông trời của ta, đây chính là Sở Minh Phù. Diễm ép hồng bạch mân côi u rốt cục có mặt. Cái này lại ỷ đẹp hành hung sức lực, sống sờ sờ sở minh phù A. À. Đây mới gọi là diễm ép. Đây mới gọi là diễm ép. Cố vân yên phấn ra đến xem. Ông đi vân yên không hẹn. Chỉnh dung già cao chiếu phiến, người nào tin người đó ngu xuẩn. Rất nhanh, cố sanh sanh anti phan nhóm lại dẫn hắc liêu giết tới. Nàng tất cả tác phẩm cùng hắc liêu lại bị đào ra luôn một lần, còn đang tất cả liếm nhang ủy bộ hạ không ngừng mà soát cố sanh sanh xấu chiếu. Có ít người bị khuyên lui, nhưng là rộng rãi dân mạng nhóm càng nhiều hơn chính là nhan cẩu, đâu thèm phấn phấn đen nhánh trong vòng nhỏ sự tình. Quá đẹp, ta không có. Cố sanh sanh gương mặt này rất có thể đánh. Cố vân yên phấn có thế đừng kia sao, ta chỉ là cái nông cạn nhan cẩu, không nghĩ quản chủ tử các ngươi ân ân oán oán. Cố sanh sanh rốt cục để yên nàng gương mặt kia. Ai còn nhớ rõ nàng mới xuất đạo thời điểm, một trương ảnh sân khấu liền oanh động uy Bộ A. Thế nhân cuối cùng đều là nhan khống. Cố sanh sanh cái này một trương ảnh sân khấu, để cho người ta nhớ tới nàng mới xuất đạo thời điểm, cũng từng dựa vào một trương ảnh sân khấu kinh diễm qua uy bộ. Có thế cố sanh sanh bây giờ nhan giá trị, lại sau mới xuất đạo lúc tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng ngũ quan vẫn là giống nhau như đúc, cả người khuôn mặt đẹp giá trị lại là từ từ trướng từ mỹ nhân tiến hóa thành nhân gian tuyệt sắc. Anti fan nhóm thấy gió đầu không đúng, rút cục đình chỉ soát hắc liêu. Đáng tiếc đoàn làm phim chỉ thả ra cái này một tấm hình, có marketing lớn về liền đem cố xanh xanh mới xuất đạo lúc chụp mấy bộ tác phẩm lật ra ra, nhưng là liếm nhang các đại quân phát hiện, lúc trước cố xanh xanh đẹp thì đẹp vậy, diễn kỹ lại rất bình thường, hoàn toàn không có tấm hình này mang đến rung động. Đến chạng vạn tối, đầu này hót xếp nhiệt độ liền dần dần nhạt xuống dưới. Nhưng là lập tức, triều ca đoàn làm phim lại bạo một cái hót xếp. Cố vân yên an hà. Ảnh thị thành bên trong, triều ca đoàn làm phim quay chụp như hỏa như đồ tiến hành. Tạp. Đạo diễn hô một tiếng. Mấy cái treo dây cáp treo diễn viên chính lập tức bị để xuống. Trận này độ khó cao đánh kịch trọn vẹn vỗ ba ngày, lại không thể dùng thế thân, diễn viên chính nhóm từng cái đều thoát một lớp da, liền thân thể cường tráng nhất tạ tử khanh sắc mặt đều hơi trắng bệch càng đừng đề cập cố vân yên mấy nữ sinh vừa rơi xuống đất cố vân yên thân thể lung lay còn không đợi nàng ngã sấp xuống từng ực một tiếng an hà trực tiếp ngã trên mặt đất an hà té xỉu cứu người a hiện trường một trận bối rối thét lên tạ tử khanh không nói hai lời đem an hà nâng đỡ mấy công việc nhân viên vây quanh đem an hà đỡ qua một bên đi lại là ấn huyệt nhân trung lại là rót nước nóng đến dò xét ban sầu riêng trực tiếp vừa lúc nhìn thấy một màn này, lập tức đem một màn này thu quay xuống. Cố vân y ngược lại bị viết ở một bên, biểu lộ mấy phần cứng ngắc. Nàng là thật sự sắp không chịu được nữa, có thế lúc này nàng nếu là lộ ra dị dạng, ngược lại để cho người ta cảm thấy nàng đang cùng gió an hà, giả vờ giả vịt. Triều ca là nay đông được chú ý nhất lớn y, lại có tạ tử khanh cái này đại lưu lượng tại, Ngu ký nhóm đều muốn đào một chút liệu có thế tạ tử khanh già vị lớn đáp lại mấy vấn đề sau trở về bảo mẫu trên xe nghỉ ngơi ngu ký nhóm chỉ có thể vây quanh còn lại mấy vị nữ diễn viên phỏng vấn đứng mũi chịu sào tự nhiên là cố vân yên phóng viên hỏi nghe nói đập kịch đều là các vị diễn viên chính nhóm tự mình ra trận có phải là rất vất vả đúng vậy a à, gần nhất mấy trận đánh kịch đều là độ khó cao chúng ta đạo diễn vì theo đuổi hoàng mỹ, mấy tổ ống kính vỗ ba ngày đâu. Phóng viên cười nói. An Hà vừa rồi té xỉu, đem tất cả giật nảy mình đâu. Chủ đề bỗng nhiên cu đến An Hà, cố vân yên đáy mắt hiện lên một chút ảm đạm. An Hà cười giải thích nói. Ngày hôm nay tuần vui này từ buổi sáng một mực chục đến bây giờ, ta có chút tuột huyết áp mới té xỉu. Cố vân yên nhu nhu cười chen vào nói an hà ngươi về sau nhưng phải ăn nhiều một chút ngày hôm nay đem ta dọa sợ đâu an hà cười nói không có ý tứ vừa rồi dọa đến mọi người phóng viên liền cười nói an hà đã rất gầy còn cần giảm béo sao an hà sững sờ mím môi cười không có đáp lời phóng viên đã đang hỏi cố vân yên kế tiếp đề tài tịch tuyết nhi kém chút nhịn không được chờ đến phiên nàng trả lời lúc đem thoại đề mang về an hà trên thân an hà vì chụp tùng vui này tại dây cáp treo treo ngược một ngày sợ hóa trang một giọt nước đều không uống mới té xỉu phóng viên nói há tùng vui này độ khó rất lớn sao cố vân yên sững sờ không đợi nàng nói sang chuyện khác lăng linh liền cướp nói là vân yên chuyên nghiệp nha tùng vui này là cảm thấy chưa đủ hoàng mỹ kiên trì chụp lại bảy lần đâu cố vân yên mắt tối sầm lại kém chút không có kéo căng ở biểu lộ cố vân yên người đại diện thấy tình thế không đúng trực tiếp ra đánh gãy phỏng vấn thế nhưng là trực tiếp trên bình đài đã sớm vỡ tổ phóng viên kém chút cười ra tiếng sầu riêng trực tiếp đạo diễn càng là mừng rỡ đập thẳng đùi khán giả yêu nhìn cái gì nhựa plastic tỉ muội kéo đầu hoa a à. cố vân yên ủy khuất vô cùng từ khi cùng cố xanh xanh cùng tổ đến nay nàng quả nhiên là đem hết toàn lực đang quay bộ kịch này có thế nhân vật này căn bản không thích hợp nàng, lại có cùng với nàng đụng hình an hà cùng với nàng diễn đối thủ diễn, làm cho nàng trong lòng cảm thấy bất lực. Trận này đánh kịch, Cố Vân Yên cắn răng vỗ ba ngày, mỗi một cái ống kính đều muốn chụp tới thập toàn thập mỹ mới thôi, trên thân không biết mài hỏng nhiều ít vết thương, mỗi lần chụp xong thật dày đồ hóa trang đều bị ướt đẫm mồ hôi. Có thế đạo diễn không những rất ít khích lệ nàng, ngược lại còn trách cứ nàng, hiện ở những người khác càng là thừa dịp trực tiếp cho mình dội nước bẩn. Cố vân yên càng nghĩ càng ủy khuất, tăng thêm tinh bị lực tẩn, biểu lộ cùng giọng điệu liền không khỏi mang ra ngoài. Người đại diện một mực tại bên cạnh cho nàng nháy mắt điệu bộ, nàng mới miễn cưỡng cười cười. Trận này trực tiếp bởi vì bị cố vân yên người đại diện đánh gãy, chỉ kéo dài ngắn ngủi 40 phút, nhưng đã đầy đủ đám dân mạng giải độc. Ngày hôm nay đám dân mạng từng cái đều thành xe lóc hôn, đem mấy nữ sinh ở giữa các loại hơi biểu lộ cùng dấu chấm câu đều phóng đại nghiên cứu. Dù sao mấy vị này nữ diễn viên đều không có gì phấn, chỉ có Cố Vân Yên một nhà độc đại, căn bản thống không được trận. Cố Vân Yên quá trà xanh đi. Rõ ràng là mình nờ dê hại An Hà treo một ngày dây cáp treo, bị nàng nói thành An Hà giảm béo mới té xỉu. Giống hay không bên người loại kia trà xanh biểu, tổng có thể để ngươi ăn thịt thòi còn có nỗi khổ không nói được đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này. An Hà ngay lúc đó biểu lộ tốt làm cho đau lòng người A, cũng sẽ không giải thích. May mắn tịch tuyết nhi hỗ trợ nói chuyện, bằng không thì liền ăn ngậm bồ hòn. Nhìn không ra nàng bình thường là loại người này nha. Lăng Linh bổ đau thời điểm, mấy nữ sinh biểu lộ buồn cười quá đi. Xé thành tốt, xé thành lại vang lên một chút. Cố vân yên đám phan hâm mộ lập tức khống tràng. Hiện tại bạn trên mạng rảnh đến hoảng đi, người ta đồng sự ở giữa mở vài câu trò đùa cũng có thể não bổ nhiều như vậy, mở văn tự ngục sao. Đúng đấy, một đám bà tám. Cố vân yên chuyên nghiệp tính tính tốt là rõ như ban ngày, xin mọi người đưa ánh mắt đặt ở diễn viên tác phẩm bên trên, không muốn nhân thân công kích. Có bạn trên mạng nói, hồi trước nhà ngươi mắng cố sanh sanh thời điểm, thế nhưng là đem người tổ tông 18 đời đều mắng lên, toàn bộ vòng tròn là thuộc nhà ngươi miệng nhất thối được không? Đúng đúng, ta hiện tại bắt đầu cảm thấy Cố Xanh Xanh thảm rồi, nói không chừng cũng là bị Cố Vân Yên hố. Cố Vân Yên là trà xanh không sai, ban Cố Xanh Xanh tẩy trắng cũng rất không cần phải. Nàng đánh người video thế nhưng là có thực chú ý. Cũng có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cố Vân Yên làm sao còn chưa có đi ra giải thích A, à, bình thường nàng thế nhưng là ở tại ủy bộ bên trên. Cố Vân Yên tự nhiên nhìn thấy hót xớt. Nàng chụp kia mấy trận kịch là thật sự hạ chết công phu. Một lần nhà khách liền phát khởi đốt, mê mang ngủ một giấc, cũng bởi vậy đã mất đi tốt nhất khống bình thời cơ. Đợi nàng phát hiện mình lên hót vội vã cho Thẩm Đình Sâm gọi điện thoại lúc, những cái kia video trên show đã bay đầy trời, căn bản khống không được trận. Đình Sâm, bọn họ tại sao muốn dạng này bẻ công ta? Ta rõ ràng là vì kịch. Vì mọi người tốt. Thẩm Đình Sâm người tại ngoại địa học, chỉ có thể an ủi nàng. "Ngươi đừng lo lắng, ta đã cùng video trang web câu thông qua rồi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đem video xóa bỏ." "Xóa bỏ có làm được cái gì a, à, hiện tại khắp nơi đều là." Cố Vân yên tâm tình cháy bỏng, tiếng nói trong lúc nhất thời cao lên. Thẩm Đình Sâm sững sờ, hắn sâm từ nhỏ cũng là bị bưng lấy lớn lên, bị Cố Vân yên câu này đính đến ứa ra lửa trầm mặt một lát mới nói. Ngươi sớm tại trực tiếp xong liền nên lập tức cho ta biết xử lý, hiện tại qua mấy giờ, muốn phong bế dân mạng miệng nào có dễ dàng như vậy. Thẩm Đình Sâm giọng điệu rất cứng ngắc. Cố Vân Yên cũng ý thức được mình vừa rồi giọng điệu không tốt, có thế trong nội tâm nàng ủy khuất. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Đình Sâm là thẩm thị nhị thiếu gia, một cái uy bộ tiểu tiểu hót sớt đều rút lui không xong, rõ ràng là hắn đối với mình không đủ để bụng lại có, tại tiếng triều ca, đoàn làm phim lúc. Thẩm Đình Sâm rõ ràng cam đoan làm cho nàng có thể được đến mình muốn nhân vật. Có thế cuối cùng nàng lại đã mất đi nguyên bản tình thế bắt buộc chu hàng chỉ, chỉ có thể đi diễn không thích hợp bản thân ninh ca. Từng cọc từng cọc từng kiện sự tình tích áp xuống tới, cố vân yên càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, bị tức giận nói. Được rồi, liền để những cái kia dân mạng tiếp tục mắng tốt, cũng không làm phiền ngươi. Thẩm Đình Sâm trầm mặt một lát, trực tiếp cúp xong điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra khó khăn âm, Cố Vân Yên nhịn không được nằm sấp trong chăn bên trên khóc lên. Từ khi Cố Vân Yên cùng Thẩm Đình Sâm nhận biết đến nay, hắn đều đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, chưa từng có đối xử như thế qua nàng. Có thế gần nhất khoảng thời gian này, giữa hai người không biết xuất hiện vấn đề gì, luôn luôn gặp ghềnh. Thẩm Đình Sâm cũng là đầy sau đầu kiện cáo hiện tại thẩm đình sâm cơ hồ rất ít đi đoàn làm phim dò xét bang hắn mỗi lần đi dò xét bang hai người tổng lại bởi vì một ít nguyên nhân mà sinh ra ma sát cố vân yên lại như vậy yếu đuối một lời không hợp liền đỏ mắt làm cho thẩm đình sâm hết sức bất lực nghĩ tới đây thẩm đình sâm che trái tim của mình biểu lộ trầm túy vừa thống khổ một cái nam nhân thật sự cùng lúc yêu hai nữ nhân sao hắn cho là mình là ưa thích cố xanh xanh hắn yêu mỹ nhân cố sanh sanh không thể nghi ngờ là cấp cao nhất mỹ nhân. Có thế cố vân yên lại không giống, nàng tướng mạo không tính rất xuất chúng, càng không cách nào cùng cố sanh sanh tương đối. Có thế cố vân yên đối với hắn mà nói phản phất có một loại ma lực, trong cõi u minh hấp dẫn lấy hắn. Nhiều lần, thẩm đình xâm đều muốn lấy dứt khoát cùng cố vân yên triệt để gãy mất, có thế lần tiếp theo, vẫn là không nhịn được đi gặp nàng. Thẩm đình xâm đốt điếu thuốc, hít sâu một cái. Điện thoại vang lên, hắn kết nối. Sự tình làm xong sao? Phụ tá nói. Video trang web bên kia không chịu loại bỏ video, quay bộ cũng không chịu xóa học sớt. Thẩm đình sâm nhíu mày. Không có nói cho bọn hắn là ta ý tứ. Nói. Trợ lý giọng điệu khó xử, thái độ của bọn hắn rất cường ngạnh, chính là không chịu xóa. Phế vật. Một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Thẩm Đình Sâm nổi giận, một tay lấy điện thoại đập. Trợ lý nghe trong điện thoại đô đô âm thanh, biểu lộ không che đậy xem thường. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ nhắc nhở một chút Thẩm Đình Sâm, chuyện này phía sau khả năng có một vị khác đại nhân vật đang nhúng tay. Có thể thấy được Thẩm Đình Sâm loại thái độ này, cũng không muốn tiếp tục nhiều chuyện. Hắn là thẩm lão đưa cho Thẩm Đình Sâm trợ lý, thế nhưng là một thân tài cán không dùng được. Suốt ngày đều tại vì Thẩm Đình Sâm tiểu tình nhi xử lý chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Trợ lý nghĩ đến thẩm vọng mấy vị trợ lý đãi ngộ, tâm tư càng phát ra trở nên lung lay. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo là Liên Hoàng đánh mặt, tranh thủ sớm một chút đem Cố Vân Yên giải quyết. Chương này phát 100 hồng bao phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Lật qua xe Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 60 Lật qua xe cố vân yên ôm chăn mình một bên khóc, một bên nhịn không được muốn soát quay bột, lục soát tên của mình, nhìn xem đám dân mạng tự nhủ cái gì. Cố vân yên xuất đạo đến nay, diễn hai ba bộ kịch không nóng không lạnh, cũng tích lũy một chút fan hâm mộ, một hồi trước dẫm lên cố xanh xanh lên hốc xớt, càng là trực tiếp ra vòng, vì nàng gia tăng thật lớn nổi tiếng. Mọi người trời sinh dễ dàng đồng tình kẻ yếu, thêm nữa cố vân yên tướng mạo ôn nhu có thể lớn, tự nhiên đem nàng thay vào bị khi phụ nhân vật bên trong. Lần này trực tiếp lật xe, hoàn toàn ra khỏi đám dân mạng đoán trước, cũng phá vỡ cố vân yên lập xuống nhân thiết. Video càng chuyển càng nhiều, Cố Vân Yên lúc trước phỏng vấn cùng video cũng bị người lật ra đến tiến hành giải đọc. Cố Vân Yên cực phẩm trà xanh. Mỗi lần phỏng vấn tất cu cố xanh xanh, không đề cập tới cố xanh xanh sẽ chết sao? Chết cười da, cố Vân Yên có cái gì đem ra được thực tích sao? Bị cố xanh xanh đánh lên hót sức. Cố xanh xanh chí ít dáng dấp đẹp, cố Vân Yên dáng dấp ra sao trong lòng mình không có điểm số, còn diễn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ninh ca nàng căn bản không thích hợp diễn minh ca, phục rồi, có vốn liếng nâng chính là tốt. Cố vân yên phan hâm mộ đang cố gắng khống mình. Từ khi tại, mỉm cười thời gian bên trong nhận biết ngươi, ngươi vẫn là trong lòng ta cái kia váy trắng phiêu phiêu mối tình đầu. Thủ hộ tốt nhất vân yên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Mời đối với bạo lực internet nói không. Cũng có vấn tra người qua đường mang tiết tấu. Cố vân yên mặc dù trà xanh một chút, mấy cái khác nữ diễn viên cũng không phải người hiền lành đi hiện tại chỉ có nàng ra xin lỗi triều mến cố vân yên đại diện công ty cũng phái đại lượng thủy quân cùng marketing hào dồn dập phát mặc dù lưu lượng không lớn nhưng tiết tấu mang đến không sai thậm chí mang theo triều mến cố vân yên tét có thế cố vân yên con mắt liền chỉ nhìn chằm chằm chửi mình Weibo. mỗi nhìn một đầu liền giống bị đâm một đao tức giận đến lại khóc lên Nàng cái nào có tư cách gì tại nâng nàng, liền xem như Thẩm Đình Sâm cũng bất quá là cho nàng một cái tiếng đoàn làm phim cơ hội thôi. Nàng có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, rõ ràng đều dựa vào mình phấn đấu được đến. Thế nhưng là Thẩm Đình Sâm không giúp mình, đại diện công ty cũng không giúp mình ép học xuất, nàng còn có thể dựa vào ai đây? Cố Vân Yên càng nghĩ càng ủy khuất, hai tay cực nhanh trên điện thoại di động ấn một trận. Rất nhanh cố vân yên vê liền phát ra một đầu dài ùy bồ tiêu đề là thật xin lỗi ta là một cái nội tâm yếu ớt xưa nay không keo kịp dùng lớn nhất thiện ý ôm người khác người lần này trực tiếp lọt vào hiểu lầm trọng thấp truyền bá về sau ta khóc cho tới bây giờ ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái đơn thuần trực tiếp video sẽ tạo thành lớn như vậy hiểu lầm đầu tiên ta muốn hướng an hà tuyết nhi cùng bị chuyện này tác động đến tất cả mọi người xin lỗi ta là đơn thuần, ngay thẳng, không quen ngụy trang người. Đối với làm việc, ta đầu nhập cố gắng lớn nhất, vĩnh viễn khó quên băng tuyết ngập trời bên trong, kia một trận lại một trận đánh kịch, mỗi lần từ dây cáp treo bên trên xuống tới, thật dày đồ hóa trang đều bị mồ hôi thấm ướt. Tỉnh lược bán thảm trữ tình 500 chữ. Ta chưa từng mua qua bất luận cái gì hot search, cũng không nguyện ý tham dự bất luận cái gì lẫn lộn. Nhưng vô luận như thế nào, Cuộc phong ba này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta ở đây thành khẩn hướng tất cả mọi người xin lỗi, xin mọi người không muốn đem mâu thuẫn chuyển dời đến cái khác người vô tội trên thân. Tiếp theo, ta sẽ càng thêm cố gắng tu hành, đem tốt nhất tác phẩm cùng yêu mang cho ủng hộ ta, tin tưởng ta đám fan hâm mộ, các bằng hữu. Cố lên. Cố Vân Yên. Cố lên. Ninh ca. Ta tiếp tục xem, Triều ca, nguyên tác đi đi nhìn bao nhiêu lần đều nhìn không đủ, le lưỡi, bán manh tôi phụ bên trên hình ảnh. Cố vân yên studio bị thương kiên cường mỉm cười, cố vân yên đêm khuya nâng kịch bản nghiên cứu, một trương, triều ca, nguyên điện thoại di động strength phát xong đầu này ồi bộ. Cố vân yên trong lòng ngực quốc khí quét sạch sành xanh, lòng tin 10 phần chờ lấy danh tiếng đảo ngược. Sau đó lại phát một đầu vòng kết nối bạn bè, lựa chọn có thể thấy được phân tổ lúc, thói quen muốn che đậy lại cha mẹ nuôi, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên đổi chủ ý. Cố vân yên phát xong đầu kia vòng kết nối bạn bè về sau, rất nhanh liền có mấy cái lốc xe dự phòng cùng lớn phấn dùng dập điểm tán an ủi, nàng ủy khuất mà không mất đi kiên cường đáp lại mấy cái lớn phấn, lại lấy được một đợt cầu vòng cái rắm, cố vân yên trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Đúng lúc này, người đại diện điện thoại đánh tới. Cố vân yên ngươi điên rồi. Không là để cho ngươi biết quan hệ xã hội đoàn đội sẽ giải quyết sao, loạn phát cái gì ôi bộ. Cố vân yên bị mắng khẽ giật mình, tiếp theo ủy khuất nói. Ta chỉ là biểu đạt một chút tâm tình của mình cũng không được sao. Người đại diện nói. Ngươi nhìn xem chính ngươi phát cái gì. Người đại diện vung tới một trương screenshot chính là Cố Vân Yên phát triều ca nguyên tắc screenshot Cố Vân Yên không hiểu. Đây là triều ca nguyên tắc A, có vấn đề gì? Người đại diện rất phát hỏa ngươi còn không biết mình sai chỗ nào đâu ngươi phát stren là đạo văn cố vân yên ánh mắt lóe lên nàng đích xác quen thuộc tại trên mạng đao loạt đến xem triều ca cũng là nàng tại trên mạng tìm đạo văn thả trong điện thoại lặp đi lặp lại mảnh đọc nàng căn bản cảm thấy không có gì nghe người đại diện giọng điệu mới phát giác được có chút không ổn nghĩ tới đây cố vân yên lý trực khí tráng nói cái này có cái gì mọi người xem không đều là tại trên mạng tìm sao. Người đại diện tức giận tới mức cười lạnh, trực tiếp cúp điện thoại, vứt cho nàng một cái ủi bộ kết nối. Cố vân yên sinh ra một tia dày đặc bất an, tay trợt mấy lần mới mở ra ủi bộ. Là cái triệu phan hâm mộ lớn về, cố vân yên thế mà nhìn đạo văn. Thay kim lão không đáng. ủng hộ chính bản ta phải theo luật thôi. Phối đồ cố vân yên ủi bộ Strenset show, dùng hồng tuyến tiêu xuất, triều ca, tiêu đề cùng đạo văn khí tiêu chí. Đầu này ủy bộ lượng đã vượt qua triệu. hốc sức bên trên, cố vân yên an hà, đã bị dùng xuống đi, thay vào đó là cố vân yên nhìn đồ lậu, triều ca. Cố vân yên giống như bị vào đầu đánh một quyền, trước mắt biến thành màu đen, tay chân phát lạnh. Nàng đầu kia dài ủy bộ bình luận đã qua 100 ngàn, dưới đáy đồng loạt bình luận. Đạo lý ta đều hiểu, có thế ngươi vì cái gì nhìn đạo văn? đạo lý ta đều hiểu, có thế ngươi vì cái gì nhìn đạo văn? Đạo lý ta đều hiểu, có thế ngươi vì cái gì nhìn đạo văn? Cố vân yên đám phan hâm mộ vượt ngược vượt tử trung, tại lớn phấn dẫn dắt đi điên cùng cùng ăn dưa người qua đường xé bức. Cố vân yên trạm xe còn làm như có thật phát đầu tứ bất tượng luật sư văn kiện, chỉ tên muốn cáo mấy cái bạo cố vân yên hắc liêu lớn về. Các nàng xé cố sanh xanh sanh xé đã quen, lại không ngờ tới lúc này đá tấm sắt bị điểm tên một cái giới giải trí lớn V, trực tiếp phát quay bộ vạch trần. Nào đó hót sức tiểu hoa vì đem mình chụp tốt, một cái ống kính lật qua lật lại chụp cả ngày, cùng tổ không lửa nữ diễn viên cùng bày diễn chỉ có thể treo ở dây cáp treo bên trên bồi tiếp nàng hao tổn. Trở lên nội dung toàn bộ là thật, ta nói với ta mỗi một chữ đều có thể phụ trách. ép vị này tiểu hoa lớn nhất liệu xa xa không chỉ cái này, mổ gia phan hâm mộ yên tĩnh điểm, chọc tới ta không may chính là ngươi gia chủ bình luận lập tức nổ chủ blog tốt cương sự kiện kia trong vòng người đều biết ngươi dám phát ra tới hạng này từ bỏ cái gì liệu a à? mau nói mau nói không phải là ta cũng biết rõ món kia ta cũng biết rõ ta lại lộ ra một chút chuyện này cùng cố xanh xanh cũng có quan hệ dưới đấy một mảnh ăn dưa âm thanh cũng may mấy cái kia lớn về còn có chỗ cố kỵ, cũng không có thật sự tuôn ra cái gì tới. Nhưng là bây giờ trên Internet không có tường nào gió không lọt qua được, không chừng cái nào gan lớn liền tuôn ra tới. Cố vân yên bị nắm mệnh môn, cơ hồ là co quắp ngồi dưới đất, lập tức thông báo mấy cái lớn vấn đem luật sư văn kiện xóa bỏ, đừng lại cùng bạn trên mạng xé bức, lại tè ra quần cho mình người đại diện gọi điện thoại. Triệu tỷ làm sao bây giờ a o o o, khẳng định là có người tại đen ta. Người đại diện bên kia cũng là một đầu bao, nghe Cố Vân Yên bừa bãi khóc lóc kể lễ, phản ứng rất lãnh đạm. Đã sớm để ngươi đừng loạn phát, vì cái gì tự tác chủ trương. Chúng ta khó khăn mới đem tiết tấu mang đi, hiện tại làm hư đi. Cố Vân Yên co được giảng được, lập tức khóc hướng người đại diện xin lỗi, vừa mềm ngữ cầu khẩn một phen. Người đại diện mới nói. Đỏ thẩm cũng là đỏ, Ngươi bây giờ đang trong thời kỳ tăng lên, tác phẩm lập tức sẽ ra, thao điểm nhiệt độ là chuyện tốt. Ngươi trước đừng lên tiếng, qua mấy ngày triều ca phát sóng, chúng ta sẽ giúp ngươi vận hành. Cố vân yên nghe, càng là ủy khuất. Nhưng ta căn bản không giống bọn họ nói như vậy. Không thể một mực thả mặt cho bọn hắn chửi bới danh dự của ta. Người đại diện cùng quan hệ xã hội đoàn đội làm cho miệng đắng lưỡi khô, nghe cố vân yên lại nhảy nhịn không được đánh gãy ngươi đã quên trước đó cố sanh sanh bị chúng ta dẫm thành dạng gì? Ngươi lúc này mới cái nào đến đó, thì không chịu nổi. Cố vân yên không chút nghĩ ngợi nói, nàng là thật sự đánh ta à? Người đại diện nói, ngươi thật đúng là đoạt bạn trai nàng đâu. Cố vân yên mặt đỏ lên, không lời nào để nói, nước mắt liền bừng lên. Ta! Ta! Người đại diện liếc mắt. Cái này cố vân yên lại làm lại lập, tư chất thường thường, vốn là thắng đang nghe lời lại có người xem duyên, có thế từ khi theo thẩm đình sâm, liền trở nên càng ngày càng không có đầu óc. Nếu không có thẩm đình sâm cho nàng chỗ dựa, đã sớm không nghĩ nâng nàng. Cố vân yên liên tiếp tự sát thức thao tác, cho đám dân mạng mang đến vô hạn sung sướng, cũng đem an hà cùng tịch tuyết nhi vui như điên, hai người ở trong bầy thời gian thực tiếp sống, cố xanh xanh ăn dưa ăn đến hoa mắt. Tịch tuyết nhi Ha 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 ha, tiện nhân này rốt cục lật xe. Báo ứng báo ứng. Mấy cái kia lớn vê làm sao không đem nàng cùng thẩm đình xâm sự tình tuôn ra đến, đó mới là tin tức lớn đâu. An Hà nói. Mọi người cũng liền miệng này một chút, ai dám bảo thẩm gia tin tức a? À? Những cái kia lớn vê cũng không ngốc, biết người nào có thế gây người nào không thể chọc. Nếu là dám thật mang lên thẩm gia nhị công tử, hào đều muốn bị nổ tịch tuyết nhi cùng an hà hưng phấn nói một trận lại phát hiện cố xanh xanh không lên tiếng xanh xanh làm gì đâu không theo chúng ta cùng một chỗ nâng chén chúc mừng sao cạn ly bằng hữu của ta di gờ an hà chia cạn ly bằng hữu của ta di gờ hơn nửa ngày cố xanh xanh mới phát trương cạn ly bằng hữu của ta di gờ lại phát đầu giọng nói ta tại lục soát hổ phách hạch đào cách làm đâu an hà ăn tết hồng bao không cần ta muốn nửa cân hạch đào cảm ơn. Tịch tuyết nhi. Một tiếng tỉ muội lớn hơn trời. Cho ta, bạch chơi di gờ, cố sanh sanh nói. Hạch đào nhân là thẩm vọng tự tay lột, các ngươi tự mình cùng thẩm vọng nói lời cảm tạ đi. Thật xin lỗi, ta không xứng. Thật xin lỗi, ta không xứng. Hai người trực tiếp thối lui ra khỏi group cha. Cố sanh sanh nhìn trên màn ảnh đối thoại, lại nghiêng đầu nhìn xem bên người yên tĩnh ngủ trưa thẩm vọng, khuôn mặt như vẻ, mũi cao thẳng, thấy thế nào cũng sẽ không ăn người nha. Thẩm vọng phát giác được tầm mắt của nàng, mắt cũng không trợn liền nói. Nhìn cái gì? Ngươi đẹp mắt. Cố xanh xanh cười ngọt ngào. Thẩm vọng khóe môi tràn ra một tia cười yếu ớt, sau đó phát giác được không đúng, đưa tay liền mò tới trên trán nhỏ nhăn. Bên người nệm khẽ động, cố xanh xanh nhảy xuống giường chạy thẩm vọng mạng mạng ngồi xuống, giật xuống da gân, còn là một mang tiểu hồ điệp kết. Hắn hiếp mắt. Ngươi qua đây. Cố sanh sanh giấu ở màn cửa về sau, chỉ lộ ra một đôi mắt. Không. Thẩm vọng nhìn chầm chầm nàng trắng bóc bàn chân. Lại không nghe lời, trừng phạt gấp bội. Cố sanh sanh dơ chân. Ngươi liền sẽ hù dọa ta. Thẩm vọng bắt đầu đếm ngược. Ba, hai, quá khứ có thể ngươi phải bảo đảm không đánh ta cố sanh sanh bận bịu vội vàng cắt đứt hắn thẩm vọng từ cái mũi hừ một tiếng giống như cười mà không phải cười có thể cố sanh sanh chợt lóe con mắt không gạt ta thẩm vọng gật đầu không lừa ngươi cố sanh sanh nửa tin nửa ngờ vẫn là thử một chút tìm kiếm đến đây thẩm vọng nhìn xem nàng trong lòng thoáng qua kỳ dị mềm mại cố xanh xanh quá dễ lừa quả thực giống một loại nào đó trong núi rừng chưa thấy qua người sống ấu thú mặc kệ trải qua mấy lần làm cầm cái quả nhỏ dỗ dành dỗ dành liền lại cục cục cộc chạy vào ngươi trong ngực các loại đem cố xanh xanh ôm vào trong ngực tùy tiện xoa nhẹ mấy cái cũng liền không nở lại khi dễ ngược lại là cố xanh xanh ghé vào thẩm vọng trong ngực non âm thanh non khí mà nói thẩm vọng đi bệnh viện sự tình thẩm vọng da mặt siết chặt làm nũng cũng vô dụng không đi bệnh viện tác giả có lời muốn nói nguyện thiên hạ không có đạo văn phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video